Ở làng Hạ hôm nay có đám cưới, nhạc sập sình náo nhiệt cả một vùng quê. Đó là đám cưới của Quân, con trai ông Hùng và bà Vân. Quân năm nay 28 tuổi, anh không quá nổi bật. Học xong cấp 3, anh đi làm công nhân đến bây giờ. Tuy như thế chẳng có gì đáng tự hào, nhưng so với vùng quê nghèo như làng Hạ thì đã là ổn định. Mà cơ bản thì Quân lại được tiếng là trai ngoan, không rượu chè, cờ bạc và chưa có điều tiếng xấu gì. Chẳng là hai năm trước Thấy con trai chẳng ngấp nghé yêu ai Bà Vân ông Hùng sốt ruột Đánh tiếng nhờ mai mối Rồi qua giới thiệu Quân cũng quen biết mà yêu cô gái tên là Ngọc Cô ấy vừa học xong cấp 3 Nghĩa là vừa tròn 18 Nhà hai đứa cách nhau có 6 cây số Nên không phải yêu xa Tình cảm của họ được vun đắp qua thời gian Đặc biệt là hai bà mẹ hết sức ủng hộ Riêng về ông Hùng Thì ông ta có chút không bằng lòng mấy lần ngọc về chơi tuy không làm ông phật ý nhưng ông ta lại chê ngọc hơi bé người sợ cô không khỏe rồi lại ảnh hưởng đến nòi giống nhà ông ta nhưng đó là suy nghĩ trong đầu ông ta chứ ông ta chưa từng biểu lộ thái độ ngoài vài lời nói với bà vân nhưng bà vân lại gạt đi bà cho rằng điều đó không quan trọng còn phía bên bố mẹ của ngọc là ông nam bà hoa lại không muốn cho con gái lấy chồng sớm họ cho con gái đi bán hàng thuê dưới chợ huyện hai năm sau mới cho cưới thành thử hôm nay quân và ngọc mới làm đám cưới bữa tiệc diễn ra trong không khí vô cùng ấm cúng và vui vẻ khách khứa nhộn nhịp ai nấy đều luôn miệng chúc mừng hạnh phúc cho đôi vợ chồng trẻ ở góc hội trường mấy bà hàng xóm đang ngồi bàn tán chuyện với nhau nhìn cô dâu xinh đẹp phúc hậu nhỉ về đây mà ở cùng với nhà ông hùng già này khó tính thì vui đáo để đấy bà khéo lo chuyện bao đồng ông hùng có khó ưa thế nào khó tính thế nào cũng không chắc là cầm cương được con dâu nhìn mặt nó xem chẳng hiền đâu rồi đấy mà xem nhà người ta có chuyện mẹ chồng với con dâu chiến tranh còn cái nhà này á rồi cũng có xung đột nhàng dâu bố chồng dỉ chứ cái lão hùng mua thêm cái váy mặc là hợp mệnh Mấy bà buôn chuyện có tiếng ở xóm Cứ xỉ xào qua lại mãi Sự tiệc cưới cũng kết thúc Khách cũng lần lượt ra về hết Chỉ còn lại người thân ở lại phụ dọn dẹp Và rửa bát đũa với cô dâu Chẳng hiểu cái miệng của mấy bà hàng xóm độc khẩu Hay người ta gọi là điềm báo Mà cuộc chiến giữa ông Hùng Và cô con dâu nổ ra thật Ngay đúng hôm đầu tiên Cô về làm vợ, làm dâu nhà này Thì ông Hùng đã giở chứng hoạnh hòe con dâu vào bữa cơm tối sau đám cưới Lẽ ra là bữa cơm đoàn viên Thì ông Hùng lại mở đại hội giáo huấn phủ đầu con dâu Ông ta lên tiếng chê trách Ngọc không kiêng rẻ Và tỏ thái độ phân biệt ra mặt Con Ngọc về sau làm dâu nhà này rồi Thì phải lo làm lụng mà quán xuyến việc nhà Từ nay em nó về chơi Không được để nó phải động tay động chân Hay cơm nước hay bất cứ việc gì nữa Nó đi lấy chồng Về thăm bố mẹ anh chị là quý rồi Mình là chị dâu thì phải hiểu chứ biết bố chồng không hài lòng khi để cho em gái của quân là kê linh cùng nấu ăn nên ngọc cũng đành ngoan ngoãn cúi đầu đáp vâng ngọc không dám cãi nhưng cái linh thì hơi ngại nó gãi đầu rồi nói thôi bố con phụ chị dâu thì có làm sao đâu bố nói vậy e là không hợp tình cho lắm ông hùng mắng con gái mày im đi để bố dạy chị dâu mày không thì nó không biết tôn ti trật tự trong cái nhà này Bà Vân nhìn con dâu ái ngại Bà cũng biết ông chồng quá đáng Nhưng bà sợ ông Hùng nên không dám lên tiếng Còn Quân thì cãi lại lời của bố Bố hay nhỉ Thời đại nào rồi Thế cái Linh không phải là người nhà này hay sao Nó đến chơi Thì phụ chị dâu nấu ăn một tí có sao đâu Ông Hùng trận mắt quát Quân Mày biết cái gì mà nói Con tao là con tao Còn con dâu chỉ là người hầu Mày ngu như vậy Thì giúp váy vợ thôi con à Ngọc lúc này trong lòng uất nghẹn Cô không ngờ bố chồng cay độc đến thế Khi mà cô mới bước chân vào cửa Nhà ông vài tiếng đồng hồ Cô im lặng không thèm nói gì Mà thực ra Ngọc cũng không biết nói gì vào lúc này Bên cạnh Bà Vân thấy chồng và con trai căng thẳng Thì khuyên chồng Thôi mà ông Con dâu nó mới về Từ từ rồi dạy sau Ông Hùng lại lướt mắt lườm vợ mà quát Bà cũng im đi Các cụ nói rồi Dạy con tuổi thủa còn thơ Dạy vợ tuổi thủa bơ vơ mới về Thằng con nhà bà ngu dốt Tôi phải dạy con dâu từ khi chân ướt chân ráo về cái nhà này Kẻo mà nó đè đầu cưỡi cổ Từ đầu tôi trở xuống Đúng lúc ấy thì có tiếng Thái Là chồng con Linh Đi từ trên nhà xuống bếp chào lớn Con đưa các cụ về rồi bố ạ à? Ông Hùng liền thay đổi thái độ Nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng Ông ta lại tỏ ra vui vẻ mà đáp lời con rể Vậy à bố cảm ơn nhé các cụ lớn tuổi thành thử mình phải chu đáo tan tiệc là phải đưa các cụ lại nhà vâng ạ à, bà vân vội mời con rể mau rửa tay rồi vào ăn cơm đi con thái từ chối con vẫn còn no lắm mà hôm nay đám cưới bác cả đâm ra con uống hơi quá chén giờ chỉ muốn nghỉ ngơi con linh biết ý vội buông đũa buông bát rồi đứng dậy nó lấy túi sách và mấy thứ đồ cá nhân rồi chào bố mẹ để theo thái về quả thực con linh là gái rượu của ông hùng nó lại lấy chồng giàu trên thị trấn nên ông hùng hãnh diện lắm con gái biếu cân thịt hay cái áo là ông ta đi khoe cả xóm cũng bởi thế mà ông ta rất nể con rể ông hùng có thể hà khắc với vợ và con trai hay bây giờ là thêm con dâu nhưng với vợ chồng thái linh thì không bao giờ hôm nay cũng vậy vì sự có mặt của thái nên ông ta không nói gì nữa nhưng bữa cơm cũng vì thế mà mất vui con linh về rồi thì ba người còn lại cũng ăn cho xong bữa rồi đứng dậy bà vân lo nấu cám lợn ngọc thì dọn dẹp quân đi tắm rửa riêng ông hùng lúi húi chốt cửa phòng ngủ để đếm tiền mừng xong việc đôi vợ chồng trẻ lên phòng riêng quân lúc này cũng chỉ biết an ủi vợ cố gắng để từ từ anh thu xếp nếu bố quá đáng quá thì sẽ đòi ra ở riêng nghe chồng nói như vậy ngọc cũng đành gật gù cho xong chuyện chứ chẳng biết phải làm sao nhưng thực tâm Ngọc đã xác định phận làm dâu Của cô sẽ không hề dễ dàng Với ông bố chồng khó ưa này rồi Ngọc cũng nghĩ là phải hiếu kính Và nhịn bố chồng Cho yên cửa yên nhà Nếu đêm ấy cô không nghe thấy những lời ông Hùng nói với bà Vân Chẳng là sau cuộc động phòng Thì quân lăn ra ngủ Còn Ngọc lại nhà nên cứ thao thức mãi Cô định xuống bếp uống nước Thì đi qua phòng của ông Hùng Lại nghe tiếng ông ta chỉ chết bà Vân Tôi nói với bà rồi trước khi chúng nó lên phòng phải gọi con ngọc bắt nó đưa vàng cho mình cất cơ mà sao bà không nghe tiếng bà vân nói nhỏ hay thôi ông ạ à, có được vài chỉ bố mẹ nó cho nó thì để nó giữ mình đòi giữ lại không hay ông hùng lại giảng giải nhà mình đặt lễ những 10 triệu thì coi như bây giờ lấy lại có gì mà quá nhìn nó tôi đã không ưa từ đầu rồi chẳng qua là mẹ con bà cứ quyết tâm rước nó cho bằng được nếu không đúng như bà nói thầy phán nó sinh quý tử thì mẹ con bà liệu hồn với tôi bà vân lại nhún nhường thỏa hiệp với chồng cho êm cửa êm nhà đúng là thầy có ván thế chứ tôi có bịa ra đâu còn chuyện vàng của con dâu thì cứ để từ từ tôi lựa lời nói với nó sau ông đi ngủ đi không muộn tôi tức không ngủ được ai làm gì ông đâu mà ông tức chứ nhìn mặt mẹ con bà ngứa cả mắt rồi bà xem con dâu bà nó chả lên đầu bà nó ngồi đấy Bà Vân thở dài bất lực Trước suy nghĩ hạn hẹp của ông Hùng Ngọc nghe được từng ấy câu nói của bố mẹ chồng Mà lòng buồn rời rượi Cô chán nản rồi nhẹ nhàng đi về phòng của mình Cô lại nằm suy nghĩ cách đối phó với ông bố chồng Nếu ông ta đã chẳng coi cô ra gì Thì không nhất thiết cô phải tôn kính nữa Để tránh bị bố chồng làm khó Cô sẽ cẩn thận đề phòng ông Dù đêm hôm trước Ngọc đã hẹn 5 giờ dậy Thế nhưng mới 4 giờ Trời còn chưa sáng thì dưới phòng khách tiếng tivi đã ầm ầm chương trình nước ngoài. Biết bố chồng cố tình bày trò để bắt dậy sớm, Ngọc cũng vui vẻ xuống nhà bắt đầu ngày mới. Trên chiếc ghế dài, ông Hùng ung dung vừa xem phim lại vừa gật gù rung chân. Ngọc tiến lại chào bố. Bố không ngủ được ạ? À? Hôm nay bố dậy sớm thế ạ? À? Ông Hùng trả lời con dâu bằng giọng mỉa mai. Già rồi khó ngủ mau thức, chứ không như các anh chị còn trẻ sợ này lại nặng tay Nên phải mở loa tivi to Người nhà cả có gì thông cảm cho nhau Ngọc lễ phép Dạ không sao Con cũng đang dịnh dậy để nấu bữa sáng đây ạ à. Ông Hụng không đáp lại Mà đi tắt tivi Rồi lại vào trong phòng nằm Ngọc đi vệ sinh cá nhân Rồi bác nồi để nấu mì Lúc ấy bà Vân mới dậy Bà cũng đi đun nước pha trà Có lẽ đây là thói quen hậu chồng của bà Bao năm qua Nấu bữa sáng xong, Ngọc gọi chồng và bố chồng ra ăn sáng, sau đó vợ chồng cô xin phép về bên nhà lại mặt, gọi là lại mặt cho đúng thủ tục thôi, chứ thực chất là để Ngọc về nhà lấy vài đồ cần thiết. Trên đường đi, Ngọc bàn với Quân, "Vợ chồng mình chưa cần dùng tới vàng, em cũng chẳng muốn đeo vàng làm gì. Mà nhà mình lại không có két để cho an toàn, hay tiện thể hôm nay về, em gửi mẹ cất hộ nhé. Nếu bố mẹ có hỏi, anh nói là chủ ý của anh Trong bà khỏi nghĩ ngợi được không Quân vốn thật thà liền đồng ý với vợ Ừ tùy em Ngọc hạnh phúc ôm chặt eo chồng Kế hoạch của cô như vậy Gọi là thành công Năm chỉ vàng không phải là quá to Nhưng cũng là bao năm tích cóp của bố mẹ cô Đâu có dễ để người khác lấy không như thế Phải nói thật là Ngọc không hề hiền Nhưng cô khá khéo léo Cũng thuộc loại biết điều Nếu ông Hùng không làm những việc trướng mắt thì chắc chắn ngọc sẽ không làm gì quá đáng với ai cũng đúng như dự định của ngọc sau khi sang nhà mẹ đẻ cô ở lại chơi đến trưa thì ăn cơm ở đó đầu giờ chiều vợ chồng ngọc chào bố mẹ và anh chị để về lại bên kia trước khi về cô gửi lại số vàng cưới cho mẹ đẻ bà hoa mẹ cô còn hỏi lại sao mày không đeo mà không đeo thì cất đi chứ đưa cho mẹ làm gì ngọc trả lời mẹ con không muốn đeo trên người mà nhà con bên ấy lại không có két Mà để ở trong tủ gỗ Thì lo không an toàn Nên con gửi mẹ Bà Hoa lại băn khoăn Nhưng sợ thằng Quân với ông bà bên đấy lại nghĩ nhà mình bày trò đấy Lễ cưới Tặng cho Hoa rồi lại đòi lại thì sao Mẹ không phải lo Chuyện này con bàn bạc với chồng con rồi Ngọc nói dứt lời Thì rúi sợi dây chuyền và chiếc nhẫn vào tay mẹ đẻ Lát sau Quân cũng theo ra Rồi hai đứa lên xe đi về qua chợ phố huyện Ngọc lại nói với chồng Anh cho em qua điện máy xanh nhé Em mua thứ này Quân ngạc nhiên hỏi vợ Em định mua điện thoại hay máy móc gì sao Em mua một bón quà Mà bố rất cần Đoán vợ lại nghĩ ra quà gì Để biếu lấy lòng bố mình Nên Ngọc không hỏi thêm nữa Anh chở vợ đến Đứng ngoài chờ Lát sau Ngọc ra Trên tay cô cầm chiếc hộp vuông nhỏ Miệng tủm tỉm cười Quân tò mò hỏi vợ Thứ gì vậy em Ngọc trả lời giọng rất hào hứng Rồi về nhà anh sẽ biết Quân bó tay với việc mai bí mật của vợ Nên không thể hỏi gì thêm Vậy là họ lại lên xe Lần này là họ về thẳng nhà Khi Quân vừa dừng xe ở sân Ngọc vội bước vào Chào bố mẹ chồng rất lễ phép Dạ chúng con về rồi ạ à? Bà Vân tỏ ra thân mật Về rồi hả con hai đứa sang bên ấy vui chứ hả dù bà vân có niềm nở thế nào như ông hùng tuyệt đối không thay đổi sắc mặt ông ta cũng chẳng thèm đáp lại lời chào của con dâu con ngọc thì lại nhanh nhào trả lời mẹ chồng dạ con vui ạ à. bố mẹ con gửi biếu bố mẹ cân trà mạn bà vân tỏ ra vui vẻ mẹ xin ông bà có lòng quá con cảm ơn ông bà bên nhà giúp mẹ nhé Ngọc lúc này chỉ cười tỏ ý vâng lời mẹ chồng Chứ không đáp lại lời bà nữa Cô quay sang phía ông Hùng đang ngồi kế vợ Bà đưa chiếc hộp nhỏ Rồi nói với ông ta Dạ đây là món quà mà con biếu bố Nghe đến quà Ông Hùng lại thay đổi thái độ Ông ta tỏ ra vui vẻ Đó lấy chiếc hộp từ tay con dâu Miệng dẻo quẹo Bố xin Anh chị nghĩ tới bố mẹ là tốt rồi Quân tuy không biết quà vợ chọn là gì Nhưng tiện thể cũng nói thêm vào nhất bố nhá, tự tay con dâu chọn cho bố đấy con nghĩ là bố sẽ thích ông hùng hào hứng mở hộp quà ra vừa nhìn thấy cái máy trợ thính thì ông ta giận tím mặt miệng nói lớn cái gì đây ngọc tỏ vẻ khó hiểu đáp lại bố chồng dạ sáng nay con thấy bố kêu là tai không tốt nên con mua biếu bố cái máy trợ thính này nếu con làm bố phật ý thì con xin lỗi ạ à biết mình há miệng mắc quai và trước thái độ chân thành của con sâu ông hùng đành kiếm cớ mắng át đi ừ tôi bị vậy nhưng mà chưa đến mức phải dùng cái máy này tôi không muốn bị lệ thuộc vào nó chỉ quả là có lòng thừa quá đấy bà vân vội chữa cháy cho con sâu ông bị vậy sẽ không nói cho tôi hay mà bệnh người già làm gì có mà tự khỏi được có máy dùng là tốt gì mà lệ thuộc quân cũng thêm lời bênh vợ vợ con có ý tốt mà bố xin bố đừng giận ngọc lúc này cúi đầu làm vẻ tội nghiệp mà nói với bố chồng con xin lỗi bố ạ à, nếu bố không thích thì con mang đi đổi ông hùng đối lý bèn chữa ngược thôi đã mua về rồi thì để đấy tôi dùng lúc ấy cả nhà thở phào nhẹ nhõm riêng ngọc thì cười thầm trong bụng còn ông hùng thì tức anh ách nhưng không dám tỏ thái độ nào giận con dâu nếu con nói chuyện này ra ngoài thì cũng không ai có thể trách ngọc lời nào cũng bởi thế mà sáng hôm sau Ông ta không thể dùng chiêu cũ Là bật tivi mở loa to hết cỡ nữa Nhưng còn mấy chỉ vàng của con dâu Ông ta chưa chiếm được Nên còn hàm hẻ lắm Mà khốn nỗi ông ta Lại không dám nhìn chằm chằm lên cổ của Ngọc Bởi vì sợ mang tiếng Hơn nữa cô lại luôn ăn mặc kín đáo Ông ta không thể biết sợi di chuyển của con dâu Đã biến mất Buổi chiều hôm ấy khi nằm nghỉ Ông Hùng lại ra lệnh cho bà Vân Hôm nay bà phải bắt bằng được con Ngọc Ra lại vàng của nó ra đây cho tôi giữ Bà Vân thở dài hỏi Ông muốn quyết thế sao Ông Hùng lại nói thêm Từ nay đến tối Bà không lấy được đưa cho tôi thì đừng có trách Con dâu thì cũng chẳng cùng huyết thống Đừng có dại mà hiền với nó Cái loại ấy là phải rắn Để nó cung phụng nhà mình Chưa ngu gì để nó bê của nhà mình Về cho nhà mẹ nó sao Trước những lời cay độc của chồng Bà Vân im lặng không đáp lại Chẳng phải là bà không biết sai Biết trái Thế nhưng về làm vợ ông ta gần 30 năm nay Bà Vân đã quen với cái thói khốn nạn Và cái kiểu thống trị của chồng Có muốn ông ta nghe mình Thì chỉ có ỉ ôi cầu xin Chứ không có chuyện bàn bạc bình đẳng Bởi thế mà chuyện này bà lại nghe chồng Tối đến khi dọn dẹp rửa bát xong Thì Ngọc lên phòng Hai vợ chồng chưa kịp nằm ấm giường Thì bà Vân gõ cửa gọi Mẹ vào được không? Quân nói vọng ra Vâng mẹ vào đi Bà Vân vào rồi ngồi trên chiếc giường của con trai Bà ngập ngừng hỏi con dâu Ngọc này Bố mẹ con cho con bao nhiêu vàng Ngọc đã biết là sẽ có chuyện này xảy ra Nhưng vẫn vờ như ngây thơ trả lời Dạ năm chỉ ạ à? Bà Vân nói tiếp Bây giờ trộm cướp nhiều Đeo vàng không an toàn đâu Hay là con đưa mẹ giữ hộ cho Chứ con còn trẻ Giữ thì mẹ không an tâm ngọc nhẹ nhàng đáp lại mẹ chồng anh quân cũng biết như thế nên đã nói với con là nhờ mẹ con giữ hộ tiện thể hôm qua con về đưa cho mẹ con nhờ cầm rồi ạ à? lúc ấy quân cũng nói vâng mẹ ạ à. chính con đã nói với cô ấy nên nhờ mẹ vợ giữ bởi vì nhà mình không có két tủ gỗ có khóa nhưng mà không an toàn đâu bà vân nghe vậy cũng không nói được gì bèn hỏi thăm vài câu qua quýt rồi về phòng Bà biết chắc chắn rằng chồng mình sẽ nổi cơn thịnh nổ Ông ta một khi không đạt được mục đích Nhất định sẽ tìm cớ chút giận Đã là cuộc chiến thì chắc chắn sẽ ngày càng trở nên gay gắt Ngày tối hôm ấy Khi bà Vân về phòng Và nói lại chuyện Ngọc đã gửi vàng cho mẹ đẻ Ông Hùng lồng lộn lên Chỉ chết vợ Sinh được thằng con trai Thì ngu hết phần chó Cứ đội vợ lên đầu Thì có ngày nó cướp nhà nó đuổi đi thôi Bà Vân nhỏ nhẹ đáp lại chồng tôi thấy nó cũng có phải là cái loại thất đức như thế đâu ông đừng có ác cảm mà tội nghiệp nó dâu thì cũng là con cái trong nhà sau này mình ốm yếu cũng phiền nó chăm sóc mà ông ông hùng điên tiết xông lại vả một cái thật đau vào mặt của vợ bà vân đang đứng trước mặt chồng nên bị chịu lực rất mạnh cộng thêm quá bất ngờ mà chới với rồi ngã ra va vào chiếc tủ quần áo làm gương trên cánh tủ vỡ tan ông hùng chẳng những không đỡ vợ dậy mà còn lẩm bẩm mắng mẹ nào con ấy một lũ ngu dốt vô dụng lại còn gân cổ lên mà cãi đúng lúc ấy vợ chồng quân chạy xuống phòng quân gõ cửa hỏi bố mẹ có chuyện gì vậy bấy giờ ông hùng mới đỡ vợ lên rồi nói vọng ra mẹ mẹ bước lên giường chẳng may ngã đập đầu vào cái cánh tủ thôi quân và ngọc nghe vậy thì vội vàng mở cửa vào xem bà vân thế nào ông hùng đỡ bà vân nằm xuống giường còn quân thì đi dọn những mảnh gương vỡ Ông Hùng lại giả vờ là người chồng tốt Vội vã ra tủ thuốc Lấy lọ dầu lại Đưa cho Ngọc sức cho bà Vân Ngọc xoa bóp cho mẹ chồng Để ý thấy ngoài cánh tay Thì chân má bà Vân vẫn còn sưng đỏ Cô phát hiện ra Còn mờ mờ vết ngón tay Nhân lúc ông Hùng ra ngoài hút thuốc lào Ngọc hỏi nhỏ mẹ chồng Mẹ ơi Có phải là mẹ bị bố đánh mới ngã phải không Bà Vân bị ngại với con sâu Nên một mực phủ nhận không phải đâu con ạ à. biết mẹ chồng sẽ không chịu nói thật nên ngọc không ép bà nói hay là hỏi thêm gì nữa trong lòng cô chợt thấy thương cho bà mẹ chồng một đời lam lũ chưa về nhà này làm sâu ngọc đã nghe đồn ông hùng là người lười làm ham ăn chỉ giỏi trỏ tay để sai vợ mọi công việc đều một phần vai bà vân gánh giờ thì ngọc mới hiểu ông ta không những khốn nạn như lời người ta nói mà còn là người đàn ông gia trưởng không biết điều ngọc sức dầu sao bóp cho bà vân xong thì cũng về phòng mình nằm bên quân cô quay lại hỏi chồng bố có hay đánh mẹ không anh quân trả lời tỉnh bơ anh có thế vài lần nhưng là rất hiếm khi bố giận thì cũng chỉ tát vài cái thôi nghe giọng điệu của chồng thì anh đoán là anh không nói dối hoặc là chính quân quá ngu ngơ nên không biết mà thôi ngọc đang suy nghĩ cách làm sao giúp mẹ chồng thoát khỏi cái bóng đáng sợ của bố thì quân lại nói hôm qua anh nghe bố bảo muốn em nghỉ bán hàng ở chợ để ở nhà phụ mẹ làm ruộng đấy bố bảo là sẽ thầu lên ruộng về làm mà anh biết chắc em sẽ không nghỉ thực sự là anh cũng không muốn em phải vất vả ngoài đồng đâu kể cả mẹ cũng vậy anh bảo làm ít ruộng thôi mà bố không nghe mẹ cũng ôm hết về mình nếu là bình thường thì dĩ nhiên là ngọc nhất định sẽ không nghỉ làm để ở nhà cả ngày giáp mặt với ông bố chồng quái thai nhưng bây giờ thì khác Cô sẽ tạm thời giả vờ ngoan ngoãn Cứ ở nhà một thời gian Vừa giúp bà Vân bớt khổ Mà có mặt cô Ông ta cũng bớt hành hạ bà Vân Nghĩ vậy Ngọc trả lời chồng Vậy tạm thời em cứ xin nghỉ một tháng giúp mẹ Rồi phụ việc nhà với bà Quân vòng tay qua ôm vợ rồi nói Em cứ làm những việc mà em cho là đúng Em không phản đối em đâu Sáng hôm sau Quân dậy sớm Để đến công ty làm việc Vì đã hết phép ông hùng ăn bữa sáng xong thì cũng đi đâu không rõ còn ngọc cùng bà vân ra ruộng làm cỏ ruộng hành đến nửa buổi lúc ra bờ ngồi nghỉ giải lao ngọc hỏi mẹ chồng hôm qua bố đánh mẹ phải không bà vân vẫn cố chống chế làm gì có mẹ bị ngã thôi lúc ấy con nhìn thấy vết tay còn in ở trên mặt của mẹ là con biết rồi con thực sự thương mẹ chứ không có ý gì khác thế đến có việc gì mẹ cứ chia sẻ với con hãy có con như là con gái của mẹ được không bà vân im lặng bởi vì không biết phải giải thích thế nào bà cũng cảm nhận được sự thật lòng của đứa con sâu bao năm qua đứa con gái mà bà bà rất ruột đẻ ra cũng chưa từng quan tâm bà như vậy điều ấy khiến cho bà vân chạnh lòng ghê gớm bỗng chợt nước mắt của bà rơi ngọc nắm lấy tay của mẹ chồng ân cần chia sẻ cô lại hỏi bố có hay đánh mẹ như vậy không ạ lần này bà ấy thẳng thắn tâm sự cùng con sâu trước thì thường xuyên giờ thì ít thôi ông ấy toàn chờ đêm rồi đóng cửa lại đánh mẹ nên không có ai biết con linh thẳng quân thì nhỏ thì dài lớn lên thì đi học rồi đi làm xa làm sao mà biết được mẹ vì con cái vì sĩ diện bao năm qua mà không hé răng cứ mặc cho ông ấy bắt nạt dần rồi thành quen bởi vậy mà ông ấy coi mình là vua còn người khác thì phải phục tùng ông ấy con linh từ nhỏ đã được ông ấy rất kiêu chiều lớn lên lại hợp tính với ông ấy thằng quân thì có phản đối cũng không lại bố nó đâm ra mẹ bị ông ấy coi thường lấn lướt ngọc lại nói với mẹ chồng đã bao giờ mẹ muốn phản kháng bố chưa ạ à? bà vân dãy nảy lên thế có mà ầm nhà ầm cửa hả con bởi vì mẹ cam chịu quá nên bố con mới thế đấy nếu bố làm sai mẹ cứ phản đối giờ vợ chồng con ở cùng rồi chắc bố sẽ ngại mà không làm gì quá đáng với mẹ đâu bà vân im lặng nhưng thâm tâm của bà thấy rất có lý bởi vì từ xưa tới giờ bà luôn nhún nhường mà ông ấy không biết điều ngày càng quá quắt lẽ ra bà phải đấu tranh phản kháng lại mới đúng đến trưa hai mẹ con vừa từ đồng về còn chưa kịp rửa chân tay đã thấy ông hùng về nhà từ lúc nào ông ta ngồi trước cửa vừa thả khói thuốc lào vừa lên giọng quát bây giờ là mấy giờ rồi mà còn chưa nấu cơm có mù cũng phải biết nắng lên đến đỉnh đầu rồi chứ bà vân không đáp lại con ngọc trả lời bố chồng dạ còn một lối nữa là hết ruộng nên con với mẹ làm cố ông ta lại lau nhau gì nữa nhưng ngọc không quan tâm mà đi vo gạo nấu cơm đến bữa ông hùng đặt mông xuống ghế đến bịch một cái rồi lại thở dài bà vân lại hỏi chồng sao ông đi đâu mà về lại mệt mỏi thế nếu là ngày khác Ông ta sẽ mắng vợ là Liên quan tới bà ấy sao mà bà hỏi Nhưng hôm nay ông ta lại nhẹ nhàng đáp Tôi đi thăm thằng Sơn Ông Sơn ở làng trài Thằng con trai ông ấy Nhìn tướng củ lần mà có số hưởng lắm Nó lấy được con vợ Làm giáo viên tiểu học đấy Cưới nhau xong Lại được nhà ngoại cho mấy xào ruộng Thêm cả mảnh đất mặt đường Đúng là giàu vì bạn Sang vì vợ Ngọc biết là bố chồng lại bày trò ý tứ đòi của nên cô vợ như không hiểu còn bà vân nói với chồng thì bấy ai được như thế mà cưới vợ cho con chưa ai nói cưới của nhà ngoại nó cho là con gái người ta chứ có cho ông sơn đâu nghe vợ nói ông hùng giận đỏ cả mặt cứ trợn mắt nhìn vợ bà lúc nào cũng vậy bảo sao mà cả đời không ngóc cổ lên được cũng từ hôm ấy thỉnh thoảng ông hùng lại kể nhà ông nam cưới vợ cho con được bên ngoài cho cái xe máy Nhà bà Lê con trai cưới vợ Được nhà ngoại cho cả hết ta đồi Rồi tới nhà ông C Ông B nào đó Ngọc thì vẫn chơi chiến thuật giả ngu giả ngơ Đến một hôm ông ta nói thẳng vào mặt cô thế này Chị Ngọc à Nhà tôi không có nhiều đồi Nhiều ruộng nhiều đất đâu Chị xem ông bà bên ấy có Thì xin lấy một mảnh để mà canh tác Sau này có con có cái Cũng còn có để mà làm nuôi nó Ngọc nghe xong cái yêu sách đỏ đất của bố chồng, rất đỗi tức giận, nhưng cô vẫn lễ phép trả lời. Dạ trước lúc cưới, bố mẹ con bên kia cũng ái náy mãi, bởi vì nhà con điều kiện không có để cho con gái bằng nhà người ta. Chính anh Quân đã nói với bố mẹ con rằng, cưới vợ chứ không phải là cưới của. Bố mẹ con lúc ấy cảm kích lắm, nên bây giờ con khó mà đòi hỏi. Mà có cố xin đi chăng nữa, thì bố mẹ con cũng không có để mà cho đâu bố ạ. À. Ông hùng mặt đỏ gay vì bị con dâu chơi khăm Nếu cứ khăng khăng đỏ đất đai của cải Thế e rằng là mang tiếng ác Ông ta đành bấm bụng Giở giọng nhẹ nhàng nói Đây là tôi lo cho tương lai của anh chị Thì mới có ý kiến Nếu ông bà bên ấy mà thương mến Cho thêm một tí nào Anh chị đỡ vất vả tí ấy Chứ ông bà ấy có cho tôi đâu Bà Vân liền nói Đời chúng nó thì kệ chúng nó thôi Chúng ta làm sao mà lo được Mình lo cho đời mình thôi ông ạ à quân lúc này cũng lên tiếng bố yên tâm bọn con tự lo được ông hùng bỗng chốc như bị cô lập như bị bóp cổ không nói được lời nào nữa ông ta đằng háng một cái rồi đứng dậy đi sang nhà hàng xóm chơi cũng từ ấy ông hùng tỏ thái độ khinh ghét con dâu ra mặt đã vậy hết tháng xin nghỉ phép nhưng ông ta nhất quyết không cho ngọc đi làm đã vậy ngọc hỏi ông ta cũng chẳng thèm đáp có việc gì thì cô cần xin ý kiến bố chồng thì phải hỏi đến vài câu Rồi ông trả lời với giọng rất khó chịu Ngọc thì mặc kể Cô vẫn tỏ thái độ hết sức bình thường Nếu mọi chuyện chỉ có thế Thì ông Hùng vẫn chưa lấy gì là hãm lắm Ông ta không có cớ gì và Chê trách con dâu Thì lại sang nhà hàng xóm Nói điêu dựng chuyện cho con dâu Hôm thì sang nhà ông Nam Hôm thì đến nhà ông Hòa Vẫn là cái bài cũ diễn lại Đi đến đâu ông ta cũng tỏ ra buồn giàu kẻ lẻ Mới hỏi rằng Ngọc hỗn láo Ngọc vô ý vô tứ Hôm ấy Ngọc đi chợ gặp bà Sinh và ông Hòa Bà này tính tình rất thẳng thắn bộp chộp Vừa thấy Ngọc Thì bà ta đã vẫy tay lại hỏi Này Ngọc Bà hỏi mày cái này nhá Ngọc bị gọi lại Nhưng vẫn giữ phép lịch sử Vui vẻ đáp lại Bà hỏi cháu việc gì ạ Bà Sinh lưỡng lự dây lát Rồi hỏi nhỏ vào tai của Ngọc Này Tao nghe ông Hùng nói là mày vô ý lắm hả Đồ cá nhân tế nhị cứ vứt ở dưới gầm bàn phòng khách ấy cái dùng rồi thì ném vào góc phòng để bà vân mẹ chồng của mày phải dọn hầu đấy à ơ ờ, cháu thề cháu không có ăn dơ ở giấy lộn thuộm như vậy đâu cháu cũng chẳng biết tại sao bố chồng cháu đã đặt điều cho cháu như thế bà cũng nghĩ là nhịn mày không thấy nỗi nhưng vì ông hùng cứ sang nhà kẻ xấu mày suốt khi thì chê mày bẩn thỉu khi thì nói mày vô lễ cứ vác cái mặt khinh khỉnh với nhà chồng nên hôm nay bác nói cho mày biết nếu mà đúng vậy thì sửa đi, còn không thì cũng phải xem lại. Vì sao ông hùng lại như vậy? Cái tính ông này thù vặt và nhỏ mọn thì không có ai lại gì. Ngọc trong lòng vừa buồn rời giận, cô thở dài rồi nói, "Vâng, con cảm ơn bác, con biết rồi." Bữa thấy con dâu đi chợ mà đã về, mặt buồn rời rượi, trong giỏ cũng không có gì, bà Vân hỏi, "Con hôm nay sao vậy?" Ngọc kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ chồng nghe. Đến bà cũng còn phải thốt lên một câu Ông thật là quá đáng mà Ngọc nói lại với mẹ chồng Con không muốn chuyện này tiếp diễn đâu Nên tối nay con sẽ thẳng thắn nói với bố Nếu con có lỡ Thì xin mẹ thông cảm cho con Bà Vân im lặng Bởi vì không biết nói sao cho phải Thực lòng bà không muốn chuyện này xảy ra Nhưng mà để con dâu chịu âm ức quá Thì thiệt thòi cho cô Tối hôm ấy Khi vừa ăn xong bữa cơm Ngọc pha ấm trà rồi rót ra chén mời bố chồng ông hùng nhận lấy chén trà của con dâu đưa lên miệng nhấp một ngụm nhưng không nói gì ngọc sau đó mới nhẹ nhàng nói bố ơi con về làm sâu nhà mình làm con dâu của bố mẹ nếu con có làm gì thiếu sót hay sơ suất xin bố cứ dạy chứ bố đừng đi nói xấu con với hàng xóm nữa như vậy thì không hay đâu bố ạ à? ông hùng quắc mắt trợn ngược lên quát ai nói cái gì với chị mà chị vu khống tôi thế là bác sinh Hàng xóm nói với con như vậy Ông Hùng biết không thể chối Nên dở mặt Phải tôi nói đấy Chị làm gì được tôi Bà Vân trách chồng Xong lại như thế Con nó có sai cái gì thì đóng cửa mà dạy Đằng này ông lại đặt điều thêm nếm như vậy Giảng xóm họ hiểu sai về con sâu Quân giận dữ nói Vợ con có làm gì đến lỗi Để bố hành sự một cách thiếu tôn trọng như vậy Bố làm bố chồng như vậy có xứng không hả bố Lúc này ông Hùng mặt đỏ tía tai mà hét ẩm lên Cái tội của nó là không biết đẻ Hiểu chưa Ngọc bừng mình quá cãi lại Con về nhà mình mới được có vài tháng Mà bố đã nghĩ con như vậy Bố có quá vội vàng không Bà Vân ôn tồn nói với chồng Trẻ cậy cha, già cậy con Ông đừng có quá quát thế nữa với các con nữa Chẳng ngờ ông ta lại sừng cổ lên Là phận dâu thì phải chữa đẻ chứ Ngoài ra là phục vụ nhà chồng Còn cái loại đàn bà Thích làm bà Hoàng ấy Thì cút mẹ mới đi Ta cũng không cần Cô ốm đau già cả Ta cũng không muốn cái loại ấy Bố của Hủ nó vừa thôi Thế nếu bố mẹ thằng Thái Cũng như bố Thì cái Linh bị đối xử như thế nào Con gái của bố cũng lấy chồng hơn năm nay rồi đấy Mà nó vụng thối vụng nát Bố còn lại gì Ngày đứa con gái yêu bị bới móc Ông Hùng như phát điên Tay ông ta nắm chặt như muốn đấm vào mặt của quân Miệng ông ta xa xả mắng con trai thì linh là con gái của tao thì tao chỉ biết có nó còn mày cũng nên nhớ này anh em như tay chân vợ chồng như quần áo cái loại vợ không ngoan ngoãn ấy thì bỏ đi mà lấy vợ khác chỉ có máu mủ ruột già mới thực sự là một gia đình còn những người khác không là gì cả chỉ có tao mẹ mày em gái mày mới là gia đình của mày mày hiểu chưa ở thằng ngu dốt ông hùng nói dứt câu thì cũng đứng dậy bỏ đi vào phòng luôn Lúc này bà Vân và Quân Mới nói vài lời an ủi Ngọc Họ cũng biết ông Hùng khốn nạn và quá quắt Nhưng chính bản thân họ Cũng đang phải chịu đựng Thì làm sao mà giúp nổi cô Trong đầu Ngọc lúc này có ý định ra ở riêng Bởi lẽ bố chồng đã công khai ghét bỏ bình như vậy Thì sau này khó sống chung lắm Ngọc còn đang không biết tính sao với bố chồng Cô đang phải đau đầu suy nghĩ Vì nếu chấp nhận làm con dâu ngoan Thì bị ông Hùng chèn ép quá mà nếu có đấu tranh Thì e là mình quá hỗn hào Ấy vậy mà ông ta Lại thêm phe cánh để buộc Ngọc không thể an phận Làm con dâu ngoan hiền được nữa Cũng chỉ sau ngày Ngọc ý kiến với ông Hùng Về việc ông ta nói xấu cô vài hôm Thì nhà lại có biến Hôm ấy vào buổi tối cũng đã cỡ 9 giờ Thằng thái đánh ô tô đưa con Linh về nhà ngoại Mà không hề gọi điện báo trước như mọi lần Khi nghe tiếng ô tô dừng ở cổng Bà Vân đi ra mở cổng thì con rể đứng trước cửa chào mình bà vân cũng mở cửa rồi đon đả hỏi con rể hai đứa tới muộn thế sao không đến sớm ăn cơm với bố mẹ và anh chị cho vui thái tỏ vẻ thân thiện con đưa vợ con về đây là muốn phiền mẹ đấy à vợ con nhớ mẹ quá bà vân cười vui vẻ nhớ gì thì cũng vào trong nhà đã xem nào thái tỏ ra ngoan ngoãn đi sau mẹ vợ còn linh thì tuyệt nhiên im lặng miệng ngậm như hến không nói không rằng với mẹ câu nào Và tới nhà Thằng thái chào lễ phép Con chào bố ạ à? Em chào anh chị Ông Hùng và Quân đang xem tivi Thì ngoảnh lại hỏi Hai đứa về chơi đi à Ngồi xuống đi Thằng Thái lịch sự ngồi nhẹ nhàng xuống ghế Bên cạnh mặt con Linh như cái mâm thủng Đặt cái mông bịch một cái Tỏ vẻ mệt mỏi nặng nề Nhìn là biết chắc chắn nó có chuyện Nhưng Ngọc không quên nhiệm vụ Cô nhanh nhào đứng lên mở xuống bếp pha trà và gọt đĩa trái cây sau khi có đông đủ cả nhà thằng thái mới lên tiếng thưa bố mẹ con có tin mừng muốn thông báo có chuyện gì vui à con mau nói đi thằng thái lúc này dõng dạc tuyên bố linh có thai hơn một tháng rồi ạ à? bà vân đôi mắt sáng rỡ đúng là tin mừng rồi có đứa con vừa gắn kết vợ chồng mà lại vui cửa vui nhà ông hùng hào hứng nói đấy giống má nhà tao là phải thế chứ sang năm sinh thằng quý tử cho mà xem không hổ là con gái cưng của bố ngọc cũng niềm nở nói với em chồng chúc mừng em nhé ngay cả đến quân tuy không nói gì nhưng ánh mắt của anh cũng thể hiện niềm vui không kém ai thế nhưng mặc kệ mọi người vui vẻ chúc tụng mặc chồng liên miệng cười đáp lễ con linh không tỏ thái độ gì là đang hạnh phúc cả ngồi chơi một lúc thì thằng thái lại lên tiếng con còn một số chuyện cũng muốn thưa với cả nhà ông hùng đang vui vẻ liền khề khả đáp chuyện gì con cứ nói lúc này thằng thái mới giải giật mở miệng vợ con có thai gia đình con bên ấy cũng vui lắm nhưng mẹ con lại hay đau nhức xương khớp không thể chăm sóc cho linh mà con thì con bận việc bận rộn lu bù nên con muốn xin bố mẹ cho linh về đây ở một thời gian dù sao còn mẹ với chị ngọc còn để ý giúp đỡ vợ con được Ngọc không dám ý kiến Trong lòng bà Vân cũng đang lăn tăn Không biết sao Thì ông Hùng lại vui vẻ, đồng ý Được thôi, đông người càng vui Cái Ngọc cũng đâu phải vất vả gì Chăm sóc em chồng ít hôm Chẳng lẽ không được Ngọc biết bố chồng lại đẩy cái nghĩa vụ Hầu hạ mẹ con con Linh cho mình Nhưng không tiện từ chối Thì đành phải chiều ý ông ta mà nhận lời Về phần thằng Thái Nó nhanh chân chạy ra xe, sách vali quần áo của vợ vào nhà. Nó đã tính toán trước rồi. Nếu ông Hùng và bà Vân không đồng ý, chắc nó cũng dỗ ngon dỗ ngọt cho bằng được. Sau đó thằng này mới nói vài câu nịnh bợ nhà ngoại rồi chào ra về. Chờ con rể đi rồi, bà Vân mới hỏi con gái. Mày nói thật cho mẹ biết đi, bên ấy có chuyện gì xảy ra? Con Linh mặt sưng lên, gắt gỏng nói với mẹ đẻ. Làm gì có, mẹ cứ suy diễn Bà Vân lại mắng Mày tưởng qua mắt tao được ghê à Mày lại gây chuyện Để nhà chồng phải giận phải không Con Linh lúc này mới thủng thẳng đáp Bà ấy sang nhà hàng xóm Chê con là Hay ăn lười làm Con điên quá nhảy sang cãi nhau với bà ấy Mà bà ta đã chỉ thẳng vào mặt của con Làm con lộn mề Mới khua tay đẩy ra Ai rẻ bái ngã sụt lưng Con sợ quá giả vờ ngất Người ta đưa ra viện khám mới biết là có thai Về nhà bà ấy giận quá đòi đuổi anh thái mới nói con về bên này ở tạm ngọc nghe hết câu chuyện của em chồng thì liền hiểu ra vấn đề nếu nó không có thai thì chắc là bị tống cút luôn rồi còn bà vân thì thở dài thườn thượt mà nói với con gái mày như vậy là láo đấy con à tính của mày tao lạ gì bà ấy nói không oan đâu còn không mau tìm cách cho bà ấy nguôi giận mà về nhà đi thế nhưng ông hùng lại lên giọng bên con gái Bà không phải lo Có đứa cháu bà ta khác phải nhận Tôi đố thằng Thái bỏ cái linh đấy Con tôi xinh đẹp Lấy đâu chả được người tốt chồng giàu Nó mà quá đáng quá Thì đẻ ra Trả con cho nó Tìm thằng khác mà lấy Quân thấy bố vô lý quá Lúc này mới lên tiếng Bố đừng có bênh nó bất chấp như vậy chứ Giờ anh quay sang nói với em gái Không phải là tao tuyệt tình với mày đâu Nhưng mà chuyện này là do mày sai hoàn toàn đấy mở vài hôm thôi thôi Rồi liệu mà xin bố mẹ Mà về bên đó đi Còn Linh bị anh mắng Thì mặt cưng cưng không thèm đáp Ông Hùng có vẻ ham he định mắng con trai Bình con gái Nhưng rồi lại thôi Kể từ hôm ấy Ngọc phải dậy sớm để nấu bữa sáng Bởi vì ông Hùng nói Con gái ông đang mang thai Phải được ăn cơm nóng và đủ chất Nếu chuyện chỉ có vậy Thì Ngọc cũng cho qua Nhưng đằng này con Linh là thứ đã không biết gì cả Mà đến biết điều cũng không biết Mấy hôm đầu về nhà Nó còn tỏ vẻ ngại chị dâu Nhưng trở về sau Con Linh lộ nguyên hình là cái loại mất dạy Ăn ở thì bừa bãi Nó ở nhà chẳng có động tay vào việc gì cả Từ nấu cơm hay là giặt quần áo Tất cả mọi việc Chỉ chờ chị dâu hầu Chỉ còn thiếu mỗi bưng nước cho nó rửa mặt Là không khác gì kẻ hầu người hạ đã vậy nó còn đòi hỏi yêu sách hết món này tới món kia rồi lại óng ẹo chê bai mà ngọc đâu có rảnh đâu ngoài việc hầu hạ em chồng thì còn phải cùng mẹ chồng ra đồng làm việc quân cũng thương vợ nên dặn cô em chịu khó một thời gian nếu cái linh không về nhà chồng thì mình xin ra ở riêng cũng vì câu nói của chồng mà ngọc luôn cố gắng nhịn cô em chồng khó ưa đó nhưng giọt nước cũng có ngày tràn ly hôm ấy vội y làm ngọc chưa kịp hầm cháo cho con linh cô đành lên phòng nói với nó chị sắp sẵn nồi cháo chân giò trên bếp rồi em dậy thì bật bếp rồi hầm mà ăn nhé con linh đang ngái ngủ miệng gắt gỏng chị phiền quá đấy ra đây cho người ta còn ngủ chứ ngọc nghe thế thì bực mình không thèm nói gì mà đi làm luôn chẳng ngờ buổi trưa đi làm về đã thấy con linh khóc lóc than vãn với bố nó "Đây bố xem chị ta có ác không chứ Hai ba tháng đầu ngén ngầm mệt mỏi Con có ăn được mấy đâu Thế mà nỡ lòng nào Chứ ta để cho con đói đấy Bây giờ bố còn sống đã thế này Sau này bố mà khuất núi á Lỡ có bề gì con biết trông cậy vào ai Có thằng anh nhu nhược đội vợ lên đầu Thì còn mong chờ gì nữa Rồi lại tiếng ông Hùng nói với con gái Con này càng ngày càng hỗn láo rồi Để tí nó về bố sẽ xử cho Ngọc giận tím mặt Xông vào nói với em chồng chị không ngờ ngày ngày chị phục vụ em cơm bưng nước sắt đến tận miệng cho em thế mà bây giờ em quay ra vu oan cho chị như vậy em xem em có lương tâm không hả linh lúc này ông hùng lại lên mặt quát chị để con gái của tôi nó nói meo đói mèo bây giờ lại giở cái giọng mẹ ra đấy à để tôi gọi bố mẹ cô sang đây xem ông bà dạy chị thế nào nhé ngọc bình tĩnh nói lại với bố chồng nếu bố gọi bố mẹ con sang đây thì con cũng phải nói rõ ràng trước đó con đã hầu hạ con gái bố thế nào rồi cô lại mắng em chồng chị không ngờ đến cái tối thiểu là biết điều em cũng không biết anh đi làm kiếm tiền mang về chị phải thắt lưng buộc bụng để dành tiền mua đồ về hầu hạ em đấy không thiếu thứ gì em yêu cầu nay em đã như thế thì bây giờ tự lo lấy chứ chị không ngu nữa đâu sau khi mắng em chồng thì ngọc cũng thấm mệt tưởng vậy là xong anh ở con Linh cũng không phải là dạng vừa Nó nhảy bổ lên quát lại Ngọc Này tôi nói cho chị biết này Tôi về đây được chục hôm Thì đã ăn là mấy 5 triệu tôi gửi bố đưa cho chị Mà chị vẫn chưa hài lòng à Cái thứ như chị vớ được anh của tôi Là may mắn lắm rồi đấy Lại còn không biết điều Còn nhà của tôi đúng là vô phúc Mấy con loại con dâu như chị Bây giờ nhá Chị trả lại tiền đây cho tôi đi Tôi cũng không muốn mượn cái loại người như chị chăm sóc nữa Ngọc hiểu ra vấn đề Liền cười khẩy đáp lại lời của em chồng Từ trước tới giờ Em nghĩ đưa vài đồng nên hống khách ngang ngược hả Để chị nói cho em biết này Nếu em đưa tiền cho bố Em cứ hỏi bố đi Chứ chị không cầm một xu Chẳng qua là chị nghĩ em cũng là người trong nhà Đứa bé em đang mang cũng là cháu của chị Nên chị mới chăm sóc em như vậy Những món bổ em ăn Nhưng mà thứ mà em đang sử dụng Đều là chị bỏ tiền túi ra đấy Lúc này con Linh mặt tẽn tò Quay sang hỏi bố nó bố con gửi tiền cho bố đâu bố không đưa à sao bố không nói mặt ông hùng lúc này mới thuẫn ra như cái bơm xe đạp nhưng ông ta vẫn còn chống chế ừ thì tao cất rồi chả lẽ không đưa tiền mà nói dám không chăm sóc cháu ngoại của tao à sống thì phải để phúc đức cho con cái chứ đâu phải là chỉ vì mấy đồng tiền ngọc lại nói bố với em cứ nói chuyện tiếp đi ạ à? coi xuống bếp nấu cơm ông hùng vẫn chửi với theo Chị là cái loại quái thai Chị làm được gì cho cái nhà này Mà kể công vài cái đồng bạc Đàn bà có dăm bảy cái loại đàn bà Cái loại đã hỏng ấy thì chỉ có bỏ Thằng quân nó ra ngoài vơ tạm Cũng được khối con tốt đẹp hơn chị Ngọc nghe hết Nhưng coi khinh chẳng thèm cãi lại Cô chỉ cần chồng mình còn thương yêu Nếu một khi quân dám làm tổn thương cô Thì Ngọc sẽ không lưu luyến Cái nhà này nữa Ngọc vừa cắm điện vào nồi cơm Thì bà Vân cũng đi làm về Ông Hùng thể bóng của vợ về đã hẳn học nói Từ ngày mai nhé Bà ở nhà chăm sóc con Linh Ruộng đồng đã có người khác lo Bà vẫn không hiểu chuyện gì liền hỏi lại Nó làm sao mà phải ở nhà phục vụ nó Chỉ có ở nhà chơi không thôi thì tự lo đi Kinh Ngọc cũng đã chăm sóc nó vất vả lắm rồi Ông Hùng nhảy dựng ngược lên Mà được thể mắng con dâu Cái loại đố kỵ ghen tỉ Thì muôn đời không khá lên được Cho em nó ăn một miếng Thì móc họng nó một miếng Phục vụ được tí thì kẻ công Cái loại ấy mà ốm đau bệnh tật á Chó nó mà thăm Chẳng ngờ bà Vân cãi lời chồng Ông nghĩ con gái của ông Dễ chiều thì đi mà phục vụ đi Ông không thấy mình thiên vị quá đáng sao Hôm nay chị dâu không chuẩn bị đồ ăn Thì tự đi mà nấu ăn chứ Nó có tay có chân đầy đủ cả mà Đầy cái đứa bụng to Vẫn vác quốc gia đồng mà làm phong phong kia kìa Ở đó mà làm giá Ngày xưa tôi chưa tới ngày đẻ Ông vẫn bắt tôi làm như trâu như chó đấy thôi Ông Hùng giận dữ trời ẩm lên Bà Vân chán không thèm nói gì nữa Tối hôm ấy quân đi làm về Ngọc kể lại toàn bộ sự việc cho chồng Chính anh cũng nói với vợ Đã vậy từ bây giờ em kệ nó đi Không phải hầu hạ phục vụ nó làm gì Ngọc lại hỏi thêm để dò ý chồng Nếu bố cứ muốn vậy thì sao Em không dám cãi Cả bố lôi cả nhà em ra mà đay nghiến Em cứ kể bố nói thì nghe nhưng mà kể đấy cái linh muốn ăn thì tự đi mà nấu phòng nó ở nó tự dọn có phải bắt nó làm gì quá nặng nề đâu nếu bố mắng thì cứ tránh đi khi anh ở nhà anh sẽ nói lại với bố nếu bố học được con gái của bố thì bố đi mà hầu kể từ hôm ấy con linh mỗi lần sáp mặt với chị dâu thì đều vênh vênh cái mặt chị dâu không nấu đồ bổ thì nó cũng chẳng nấu vì lười như ông hùng cũng hay ra chợ mua cháo chim mua gà hầm cho nó còn ngọc cũng không dọn phòng hay là giặt rũ cho nó nữa nên cô cũng đỡ mệt hơn càng ngày con linh nó lại càng tỏ rõ thái độ khinh khét ngọc nó chờ mãi chẳng thấy chồng đến đón nên suốt ngày gọi điện ca thán với chồng rồi lại bày trọ dọa tự tử, tử nhưng cũng chỉ nhận được câu nói của thằng thái cứ từ từ đã thời gian cứ thế trôi thoáng một cái mà đã hơn hai tháng bụng con linh đã to dần vì cũng đã gần bốn tháng Hôm ấy thằng Thái sang đón nó đi siêu âm Về tới nhà Nó kinh kiệu nói với bố nó Kinh kiệu để khoe với cả nhà Con bầu con trai đi bố ạ à. Phe này con cứ ở đây Chờ bà già ấy sang đón về Anh Thái đã nói rồi Được thằng Đích Tôn là bái mừng ngay Bố biết là nhà mình có phước lớn mà Con cứ yên tâm Trời đã thương thì không lo đói Giờ bố chỉ cần mong thằng cháu nội nữa là ổn nhỉ Mà con thấy lâu quá không khéo á, tiệt đẻ rồi Ông Hùng lẩm bẩm Mười tháng rồi đấy Tròn năm mà không thấy gì á Tao đuổi cuốn xéo khỏi nhà của tao Cơm đôi mà nuôi kẻ thừa Con Linh lại nói cái giọng móc mỉa Muốn có thai thì phải tu tâm dưỡng tính lắm đấy Chứ không phải là muốn là được đâu Ông Hùng lại nhấc móc con dâu Bởi vậy cái loại ấy Có mà trở với khúc cây Ngọc nghe hết Nhưng ngậm đắng nuốt cay ghi hận trong lòng Ngọc mà đã kịp làm gì cô em chồng mất dạy đâu, mà nó đã gây sự trước rồi. Đến trưa hôm sau cũng là chủ nhật, có cả quân ăn cơm ở nhà, nên Ngọc làm món thịt kho mà anh thích. Cô đang nấu dở, thì con Linh giả vờ vào bếp lấy đồ. Khi Ngọc vừa đi quay đi, nó liền thả xúc tôm vào nồi, vì nó vô tình biết Ngọc bị dị ứng tôm. Bữa ấy ăn xong, bỗng dưng Ngọc bị sưng mặt và nổi mề đay khắp người. Còn Linh thấy vậy thì cười đều rồi hỏi chị không ăn được tôm mà ngọc hỏi nó xem biết con linh ung dung trả lời với thái độ rất vui sướng thì lúc xuống bếp thế thị thấy chị kho thịt nhớ ra có tí giúp tôm nghĩ là cho vào cho nó ngọt mà mang xuống thì không thấy chị ở bếp nữa nên em tiện tay cho giúp tôm vào nồi thịt luôn ai ngờ chị bị dị ứng sao ôi trông kìa chị đi soi gương mà xem nhìn cái môi veo lên khó coi quá đi mất biết cô em chồng cố tình chơi đều Cô chỉ nói một câu Cười người hôm trước Hôm sau người cười em à Đừng có để nó vận vào người của em Nói xong Ngọc đứng dậy đi lên phòng Lúc sau quân lên nhìn vợ không đỡ Liền đưa cô đi khám Sau khi khám lâm sàng Bác sĩ nói với Ngọc Cô về tắm nước lá cây cho hết ngứa Còn sưng thì cứ từ từ sẽ khỏi thôi Không phải lo Bác sĩ có thuốc nào uống nhanh khỏi không ạ à? Thuốc thì có nhiều loại nhưng cô không uống được Dạ, vì sao ạ? Bác sĩ giả đưa tay đẩy gọng kính lên Nhìn thẳng vào mắt của Ngọc mà hỏi cô Cô không biết là mình đang mang thai à? Ngọc vui sướng tới tột độ Nhưng vẫn hỏi lại bác sĩ Như là để xác nhịn một lần nữa Cháu có thai thật ạ? À? Bác sĩ nói một lần nữa cho chắc chắn Phải, cô đã có thai Khi thai được khoảng 7 tuần rồi Lòng Ngọc cứ lâng lâng đến ngây người còn quân reo lên như một đứa trẻ Giây phút ấy hạnh phúc đến nhường nào Từ khi ấy cho tới lúc trở về nhà Quân cứ díu dít không ngơi Để nói với Ngọc về dự định cho tương lai của đứa trẻ Nếu là con gái thì sẽ thế này Là con trai sẽ thế kia Đến nỗi làm Ngọc nhức cả đầu Thế mà Quân vẫn không ngừng nghỉ Vừa vào tới cửa nhà anh đã nói lớn Và con có thai rồi bố mẹ Ông Hùng đang đọc báo ngẩng lên nghe con trai nói rồi lại cúi xuống đọc tin tức tiếp Nếu lúc trước con dâu chưa có thai Thì ông ta tỏ thái độ Mong ngóng sốt ruột Thì bây giờ biết tin cô đang mang thai Thì lại rừng rưng như không Đúng theo cái kiểu Nghe tin con dâu hàng xóm có thai vậy Còn bà Vân thì ngược lại Bà tỏ ra vui mừng hớn hở hỏi lại con trai Khi Ngọc có thai thật đấy à Vậy tốt quá Mẹ sắp được làm bà nội rồi Sau đó bà lại quay sang dặn dò Ngọc Con chú ý giữ gìn sức khỏe nhé Ăn uống cho tốt vào Bây giờ lúa cũng làm cỏ Bón phân xong rồi Đến lúc gặt thì thuê người Từ nay con không phải ra đồng nữa Ở nhà mà tĩnh dưỡng Mẹ thương con là con vui rồi à Con vẫn khỏe, vẫn giúp được mẹ mà Lúc này ông Hùng lại khinh khỉnh mà nói Chẳng phải bà bảo đầy đứa có bầu Vẫn ra đồng làm sao Việc gì mà phải tĩnh dưỡng Có phải ốm yếu gì đâu Ngọc nghe từng lời bố chồng nói Mà cơn giận lên đến đỉnh đầu nhưng cô không cần lên tiếng Thì quân đã cãi lại ông ta Sao bố thiên vị thế Con gái thì nâng như nâng trứng Suốt ngày chỉ lo cho cháu ngoại thôi Thế con dâu không mang trong mình dòng máu của cái nhà này sao Hơn nữa là nếu vợ con không chưa có thai Thì con cũng tính nói với mẹ Trả ruộng cho người ta Không thầu nữa Nhà mình trồng lúa đủ ăn là được Chứ làm ruộng cực quá Con gái là con của tao nên tao thương đấy Còn vợ mày thì để nhà ngoại nó lo Còn tao nói cho mày biết bao năm nay nhà này chỉ làm ruộng mà sống, không cây lúa thì lấy gì mà ăn? mà được ăn học cũng là nhờ mấy cái xào ruộng đấy đấy. trả ruộng để bà nuôi báo cô nó à? bố có biết làm ruộng vất vả thế nào đâu? ngày xưa chẳng có gì ngoài làm ruộng, bây giờ thiếu gì việc kiếm ra tiền. nếu bố thích thiều thầu ruộng ấy, thì bố đi mà làm. ông hùng giận dữ đỏ mặt tía tai mà quát, thằng này mất dạy. mẹ mày dạy mày như thế phải không? Sớm biết thế này tao thả bóp cổ mày chết từ lúc lọt lòng Còn hơn là bây giờ mày chụp váy vợ mày lên đầu Mà thờ để mà cãi lại tao thế này Nói dứt câu Ông quay sang nhìn về phía bà Vân và Ngọc mà mắng Chúng mày cứ liệu hồn đấy Nghĩ mình nói quá lời Nên quân cũng im không nói gì nữa Còn Ngọc và bà Vân thì lại càng không dám lên tiếng Bởi thế ông Hùng hậm hực một lúc Rồi đội mũ cối lên mà đi Chắc có lẽ ông ta lại sang nhà hàng xóm để nói xấu con sâu Còn bà Vân trời chồng đi khuất Rồi mới trách con trai Lần sau con không được hỗn với bố Con cứ như vậy Ông ấy lại thêm ức chế Rồi bố con lại mâu thuẫn Vâng con biết rồi Nói xong câu Ngọc và Quân định lên phòng Thì chạm mặt con Linh Bốn Ngọc cũng thế lạ là, là vì sao nó không xuống nhà Để theo phe bố nó Thì lập tức nó móc máy cô Tưởng mình có tí con mà oai à mà chắc gì đã có Hay sợ bố đuổi đi nên giả vờ Quân giận quá định giơ tay vả em gái Nhưng Ngọc giữ chặt tay anh lại Trong giây lát Quân nhớ ra là con Linh đang mang thai đến cũng xuôi Nhanh vẫn mắng nó Con gái lấy chồng rồi Thì về đây đừng có mất dạy Không thể tao không nể tình anh em đâu Tao đuổi cút đấy Con Linh mặt cân cân lên mà cãi lại anh trai Em nói không đúng à Từ lúc anh rước chị ta về Cái nhà này loạn hết cả lên trước đến giờ mẹ vẫn có cãi bố thế không hơn nữa anh cũng không có tư cách gì mà đuổi em trừ khi bố đuổi em mới đi mà chắc gì em mới là người bị đuổi chứ biết em chồng ám chỉ mình ngọc lúc này mới nói lại con linh sống làm sao để người ta nể chứ không phải là từ mặt nói dứt câu ngọc kéo quân lướt qua con linh mà lên phòng mình con linh nhìn theo miệng ú ớ nói chị dám dưới nhà bà vân trông thấy cảnh ấy mà buồn rầu đúng là nhà bà đã xào xáo nhiều quá nhưng bà biết không phải do ngọc mà do chính con gái mình và ông hùng chồng mình ngọc ở nhà vài hôm nhìn mặt em chồng cũng phát ngán ngọc lại nghĩ đi bán hàng ở chợ vừa kiếm được tiền lại vừa khuây khỏa Đừng tối hôm ấy trong bữa ăn ngọc mới xin phép bố mẹ chồng mấy hôm nay chị chủ sạp dưới chợ cứ gọi quá nên con xin phép bố mẹ cho con lại xuống đó bán hàng Ông Hùng lại tỏ thái độ không quan tâm Con Linh cũng không nói gì Mày chề mỏ biểu môi Chỉ bà Vân là nói Có thai rồi con bán hàng có được không Mẹ không yên tâm chút nào cả Mẹ yên tâm Con chỉ ngồi bán thôi, không mệt đâu ạ à? Giờ quân cũng phản đối Anh nói Hãy em cứ ở nhà đi Đợi sinh xong con cứng cáp rồi gửi trẻ Sau đó hãy tính tới chuyện đi làm Nhưng lần này ngọc cương quyết không chịu cô nói với chồng em thấy mình khỏe mà hàng ngày anh đưa đón em cũng tiện em cứ làm thấy mệt thì em nghỉ nói qua nói lại một hồi bà vân và quân cũng đồng ý vậy là ngọc lại xuống chợ bán hàng thuê như trước công việc quen lại nhàn nên cô thấy cũng ổn ổn sáng quân đưa vợ đi chợ làm tối lại đón về bà vân ở nhà cũng thường xuyên mua đồ bồi bổ cho ngọc và linh cuộc sống cứ thế trôi qua tối hôm ấy bà vân múc gà hầm hạt sen ra hai tô chia đều cho cả con dâu và con gái hai đứa ăn ngon lành mà vừa ăn xong thì bụng ngọc lại cảm thấy đau nhâm nhầm rồi cả ngày lại càng đau nhiều hơn lúc bấy giờ quân mới hốt hoảng đưa vợ đi bệnh viện trên đời này thứ gì cũng có thể đánh mất nhưng đừng đánh mất lương tâm mà con linh là một con khốn nạn táng tận lương tâm như thế vì chính nó hại Ngọc Chứ không phải là kẻ nào khác Thế chị dâu có dấu hiệu nguy hiểm Nó lặng lẽ đứng nhìn Trong lòng nó lại vui sướng Khi anh trai vừa chở chị dâu ra khỏi ngõ Nó nở ra một nụ cười đều giả Còn khốn kiếp đến nó nghĩ Việc nó làm sẽ không có ai biết Và không để lại dấu vết gì Nó cũng chẳng quan tâm Người nó hại không phải là chị dâu Mà còn là con của anh trai nó Lúc ấy chỉ có bà Vân lo lắng cầu trời Phật Ra tiên phù hộ độ trì cho con cháu mình bên cạnh ông hùng vẫn điềm nhiên dùng bữa ông ta còn phán một câu tất cả là do ý trời không việc gì mà phải lo lắng đứa bé có thế nào cũng là do phúc đức của mẹ nó bà vân giận chồng đến điếng người nhưng bà chẳng thèm cãi lại bà chạy ra ngõ để nhờ hàng xóm trở ra viện xem tình hình con dâu thế nào khi bà vân đến bệnh viện thì ngọc cũng vừa được khám xong Kết quả ban đầu là bị động thai không rõ nguyên nhân Khả năng cứu được đứa bé là 50% Bà Vân như chết lặng Rồi bà bàn lại với quân Đưa Ngọc lên bệnh viện thành phố Khi xuống đó rồi Ngọc lại khám khẩn cấp Và tiêm vài loại thuốc Cốt cũng chỉ lề là, là cố giữ đứa bé Chưa thành hình đó Rồi họ cũng không dám khẳng định Là sẽ làm được điều ấy Quan trọng là bác sĩ lấy máu của Ngọc đi xét nghiệm hóa sinh Để tìm nguyên nhân Cuối cùng, sau các thủ tục y khoa, thì Ngọc cũng được nhập viện với lời dặn dò của bác sĩ là tạm thời nằm bất động. Bà Vân và Quân lo lắng nhưng cũng không dám nói gì, bởi vì sợ Ngọc lại nghĩ ngợi. Tôi đến Quân mua cháo bón cho vợ, rồi an ủi cô và nhắc vợ nghỉ ngơi. Bà Vân thì gọi điện kể tình hình với thông gia. Nghe bà Hoa nói mai sẽ tới thăm con gái thì bà Vân cũng tính mai về lo cho nhà rồi lại xuống sau. Sáng hôm sau Bác sĩ lại gọi Quân lên phòng riêng Sau khi đưa tờ xét nghiệm máu Của Ngọc cho Quân xem Thì bác sĩ nói với anh Tôi gọi anh tới đây là để thông báo một việc Nếu vợ anh không cố tình phá thai Thì là cô bị hãm hại Quân sửng sốt hỏi lại Chính xác là vợ cháu bị thế nào à? Ông bác sĩ đã có tuổi Nhẹ nhàng trả lời Hôm qua tôi có hỏi Nhưng vợ anh nói là không dùng loại thuốc nào cả nhưng kết quả xét nghiệm máu cho thấy Cô ấy bị động thai do tác dụng phụ của thuốc kháng sinh cực mạnh Chuyên dùng để phá thai Quân lầm bẩm trong miệng Là thuốc kháng sinh ư Bác sĩ gật đầu Đúng, đó là loại kháng sinh phổ biến Nên thông thường Bác sĩ sẽ dặn kỹ là chống chỉ định cho phụ nữ mang thai Nhưng mà thực ra nếu mà liều lượng nhỏ Thì không có vấn đề gì Còn vợ anh Đã sử dụng một thời gian Hoặc là một liều lượng đủ nhiều Dẫn tới việc động thai vậy giờ cháu phải làm sao bác sĩ lại điềm tĩnh nói giờ chăm sóc cô ấy và làm đúng theo yêu cầu của tôi để cô ấy ổn định sau đó tháng thứ tư thì siêu âm để soi dị tật chứ giờ này chưa biết trước được điều gì cháu cảm ơn bác sĩ bây giờ cháu về chăm sóc cho vợ cháu đã ông ta gật đầu mà không trả lời quân cũng quay về phòng bệnh với ngọc luôn anh không tin là vợ anh muốn phá thai mẹ anh cũng không ác như vậy Huống hồ đứa bé là cháu nội của bà đang mong chờ Như vậy người có động cơ hại vợ anh Chỉ còn là bố ruột và em gái mà thôi Quân càng nghĩ càng đau lòng Anh không hiểu tại sao họ lại nhẫn tâm như thế Dù là đang nghĩ ngợi Nhưng Quân cũng không hé răng nửa lời nói với vợ Anh không muốn mâu thuẫn giữa vợ và bố mình hay em gái Trở nên căng thẳng hơn nữa Còn Ngọc cũng đoán chồng Đang có chuyện gì giấu mình Nhưng không hỏi Đương nhiên thái độ gượng gạo của Quân cũng không qua mắt được bà vân chiều hôm ấy nghĩ ngọc đã ngủ bà vân nhẹ nhàng xuống giường rồi ra hành lang tìm con trai bà biết quân đang ngồi đó bà vân nhẹ nhàng đặt tay mình lên vai của quân rồi hỏi có chuyện gì vậy con không có gì đâu mẹ con đang lo lắng cho vợ con thôi bà vân lại nói tiếp mẹ sinh ra con lẽ nào không hiểu con biết rằng con lo lắng cho mẹ con cái vân nhưng mà chắc chắn là phải có chuyện gì khác nữa phải không quân trầm ngâm một lúc rồi mới nói với mẹ sáng nay bác sĩ nói ngọc bị động thai bởi tác dụng phụ của thuốc kháng sinh làm sao có chuyện đó con bé từ lúc biết có thai tới giờ rất giữ gìn cơ mà mẹ không thấy nó uống thuốc nào khác ngoài sắt và canxi quân lúc này mới nói mẹ có nghĩ là vợ con bị hại không chắc chắn chỉ là người trong nhà mình thôi bà vân im lặng một hồi rồi mới nói mẹ cũng nghĩ thực sự là có khả năng này nếu hạ độc thì chỉ trộn vào thức ăn là dễ nhất mà như vậy thì chỉ người nhà mới làm được quân nghe mẹ nói cũng im lặng không lên tiếng lúc này bà vân mới hỏi lại con trai giờ con tính thế nào quân trả lời mẹ trước mặt con không nói gì để bà con đừng suy nghĩ mà an tâm tĩnh dưỡng còn chuyện này giải quyết sau Bà Vân đồng ý với con trai Nhưng hai mẹ con không ngờ Chính là Ngọc đã nghe được câu chuyện này Bởi khi ấy cô ra cửa phòng Muốn đến nhà vệ sinh Thì vô tình nghe hết Những lời mẹ chồng và chồng nói Ngọc thề rằng Sẽ không tha cho kẻ đã hại con của mình Nhất định cô phải tìm ra sự thật Đến đầu giờ chiều Thì bà Hoa cũng tới viện Bà Vân nói với Thông ra vài câu Rồi xin phép về nhà Thu xếp công việc trên đường về nhà bà suy nghĩ đến sầu não lòng bà dối như tơ vò chính bà cũng đoán ra khả năng lớn là con linh đã làm việc này vừa thấy bà vân về tới nhà ông hùng không hỏi thăm con dâu mà còn mắng nhiếc vợ vợ nó thì nó tự chăm bà còn mò đi làm gì rồi để tôi với cái linh đói bà coi người dưng hơn con gái đấy à không thèm đáp lại lời chồng bà vân lướt qua mặt ông hùng mặc sự tức tối của ông ta mà gọi con Linh Con Linh đâu Mày ra đây mẹ hỏi cái này Con Linh ống ẻo Vừa đi từ dưới bếp lên Vừa lào vào. Mẹ sao thế Vừa về tới nhà Đã gọi con um cả lên Bà Vân quát lớn Mày cho thuốc kháng sinh vào đồ ăn của chị dâu mày phải không Sao mày thất đức thế hả Con Linh nghe mẹ nó nói như vậy Thì có đôi chút sợ hãi Nhưng nghĩ bà Vân không có bằng chứng Nó liền từ chối Mẹ nói gì thế thuốc nào con liên quan gì đến chị ta Hay chị ta lại khóc lóc vu vạ cho con Rồi mẹ lại tin Mà về tra khảo con gái của mẹ Nó không hề uống thuốc đó Tại sao khi xét nghiệm máu Lại có thành phần kháng sinh nặng Mẹ nói xem Ai có thể trộn thuốc vào thức ăn của nó đây con Linh vẫn ngoan cố cãi Mẹ đừng vu oan cho con Nhớ đầu kê thai không phải là của anh Quân Nên chị ta sợ quá Mà cố tình làm vậy để bỏ nó thì sao? Bà Vân tức giận tột độ Mày còn dám cãi à Được tao không có chứng cứ Vậy thì tao có quyền đuổi mày ra khỏi nhà của tao Lúc này ông Hùng lại bênh con gái Mà quát vợ Này bà dám đuổi nó à Bà không coi tôi ra gì nữa phải không Hay là bà muốn cút khỏi cái nhà này Bà Vân đã hết sức chịu đựng Bà nhìn thẳng vào mặt của ông Hùng mà nói Thế ông nghĩ là ông có quyền sao Đất này nhà này Là của bố mẹ tôi để lại sổ đỏ cũng tên của tôi chỉ tôi mới có quyền đuổi người khác trai đuổi được tôi ông hùng nghe vợ nói vậy thì im bặt phần vì bà nói đúng phần vì chưa thấy vợ dữ dằn như vậy bao giờ còn con linh cũng vội vàng cút lên phòng luôn không dám ý kiến nhưng nó cũng chẳng chịu về nhà chồng hay nói đúng hơn là chưa về được mà nó nghĩ mẹ nó sẽ không nhẫn tâm đuổi nó ra đường vậy nên nó tính cứ ở lì là được con linh là một đứa vừa ngu ngốc lại vừa nông cạn nó nghĩ cứ chối thì không ai làm gì được nó thành ra cứ nhơn nhơn cái mặt ở nhà mẹ đẻ bà vân thì về nhà thu xếp một số việc đến hôm sau lại xuống viện với con dâu thế là bây giờ nhà chỉ còn ông hùng và con linh khỏi phải nói nó vui mừng thế nào vì ở nhà chỉ có bố con nó thì thoải mái biết mấy nhưng rồi thời gian cũng trôi nhanh hơn một tuần ở viện thì ngọc cũng được về nhà ông hùng vừa thấy con trai đưa con dâu về nhà thì ngó lơ không quan tâm ông ta còn tỏ thái độ không hài lòng khi thấy vợ mình theo sau sách đồ giữ phép tắc nên ngọc chào con chào bố ạ à. khác với suy nghĩ của ngọc là ông ta sẽ hỏi thăm cô qua loa lấy lệ thì ông hùng lại ừ hứ một tiếng rồi thôi riêng con linh vác cái bụng hơn bốn tháng xuống tận cầu thang chào chị dâu chị được về rồi đấy à tình hình ổn định rồi chứ Ngọc biết thừa nó chẳng tốt lành gì Những ngày nằm viện Cô đã suy nghĩ Và kết luận Chỉ có em chồng là có khả năng hại mình nhất Nhưng tạm thời Ngọc chưa sổ tuẹt vào mặt của nó Mà trả lời tỉnh bơ Cũng may là chị còn giày phúc Nên không sao Cảm ơn em Bà Vân lướt nhìn con gái mà không nói gì Khiến con Linh dọn tóc gáy Còn Quân cũng lặng lặng đi cất đồ cho vợ Cũng chẳng nói gì Để Ngọc nằm nghỉ ngơi trong phòng Bà Vân tranh thủ tần canh gà hạt sen cho con dâu. Nấu xong, bà bê lên tận phòng cho Ngọc. Con ăn canh gà tần đi, loại này bổ lắm, ăn cho lại sức. Con cảm ơn mẹ. Bà Vân cười hiền hậu, Ngọc đón lấy tô cháo từ tay mẹ chồng rồi ăn vài miếng cho bà vui. Nhìn con dâu một hồi, rồi bất chợt bà Vân lại tâm sự với Ngọc. Sáng ngày xưa, mẹ cũng tự tin và mạnh mẽ như con. Ngọc ngạc nhiên hỏi lại Sao mẹ lại nói thế ạ? À? Bà Vân được giải bày nỗi lòng Ngày mẹ lấy bố con Thì cũng đã 25 tuổi So với thời ấy 19-20 lấy chồng hết Thì mẹ thuộc vào loại ế Không phải là bởi vì mẹ quá kém cỏi Mà bởi ông ngoại con Có mỗi mình mẹ Nên mẹ không vội lấy chồng Mà ở nhà chăm sóc cho ông bà Ông ngoại con vốn là cựu bác sĩ quân y Sau khi ra quân thì làm ở bệnh viện huyện Thời gian sau vô tình bị nhiễm ết Của một bệnh nhân Thời ấy người ta coi cái bệnh đó cứ như bị quỷ ám Dân làng tránh nhà ta cứ như tránh hủi Rồi bà ngoại mất Mẹ lại chăm ông ngoại đến khi ông đi theo bà Sau đó mẹ cứ thế sống huy quạnh Cho tới khi gặp bố con Ông là một kẻ du thủ du thực Không quê quán anh em Rồi bố mẹ nên duyên Như là ý trời sắp đặt Nhưng ông ấy lại chẳng biết điều từ khi về ở với mẹ Thì ngày càng lộ bản chất là một kẻ thích ông bướm mèo mả Ăn chơi hưởng thụ Tại khi xưa mẹ nhịn nhục Để cốt giữ cái gọi là gia đình Cho anh em thẳng quân Để dần dần mất tiếng nói trong nhà Ông ấy không làm ra tiền Nhưng lại cứ thích giữ rồi lại lấy cái tư cách là chồng Để chèn ép mẹ và quản mọi việc trong nhà Cứ vậy cho đến bây giờ Mẹ sống như một cái bóng Đôi khi mẹ nghĩ Có người chồng như vậy để làm gì nhưng sống sắp hết đời người bây giờ có thay đổi cũng khó ngọc tỏ ra thông cảm với bà vân cô nắm tay mẹ chồng an ủi từ nay nếu bố quá đáng với mẹ thì mẹ cứ phản kháng lại vợ chồng con sẽ bảo vệ mẹ anh quân cũng biết mẹ nhường nhịn bố thế nào bố quá đáng thế nào anh ấy thương mẹ lắm bà vân lại thở dài rồi nói giá như cái linh nó cũng biết suy nghĩ như thẳng quân thì mẹ cũng nhẹ lòng Ngọc hiểu bà Vân đang muốn nói gì nên cô đáp lại: "Mẹ cũng nghĩ chuyện con bị động thai là do Linh à?" Bà Vân quá bất ngờ, đứng hình trong giây lát rồi lại hỏi con sâu: "Con biết chuyện gì rồi sao?" Ngọc không ngần ngại trả lời mẹ chồng: "Con đã biết, từ khi vô tình nghe mẹ và chồng con nói chuyện, từ hôm ấy con cũng suy nghĩ mãi, rồi con cũng đoán là chỉ có Linh làm việc này, vì bố có ghét con." cũng sẽ không thể nào có cơ hội xuống bếp để trộn thuốc kháng sinh vào đồ ăn của con. Mà bố cũng không biết phần nào của con, phần nào của Linh, thì bố lại càng không mạo hiểm mà hại con gái mình. Bà Vân cúi đầu như kẻ có tội mà nói với Ngọc. Giờ mẹ chẳng biết phải làm thế nào. Mẹ không dám xin con tha lỗi cho nó. Thực sự mẹ rất đau lòng. Ngọc lại trầm hâm một lúc lâu rồi mới nói. Đương nhiên là con sẽ không báo công an điều tra hay là làm to chuyện này nhưng xin phép mẹ để con làm rõ trắng đen cho rõ ràng mọi chuyện cũng là để lần sau linh không dám tái phạm nữa bà vân gật đầu đồng ý mẹ không có ý kiến gì con ấy cứ làm như vậy đi tối hôm ấy sau khi đã ăn xong cả nhà lên phòng khách xem tivi ông hùng ung dung nhấp chén trà ra điều hài lòng lắm còn con linh vẫn đang làm cái bộ mặt nhơn nhơn nhưng thực ra trong lòng của nó Đang có cảm giác bất an Bà Vân thỉnh thoảng liếc nhìn con dâu Bà biết Ngọc sắp làm cái gì đó Để lật tẩy con gái mình Nhưng lần này Bà quyết không can thiệp Ngọc ăn miếng táo Rồi nhẹ nhàng hỏi con Linh rất tử tế Sao em lại hại mẹ con chị Hà Linh Ừ thì coi như là em ghét chị Nhưng em không ý thức được rằng Con chị cũng là cháu của em sao Xem lại nhẫn tâm như thế con linh chuẩn bị trước tinh thần từ hôm bị mẹ nó nói nên lần này vẫn là siêu cũ của nó nó cương quyết phủ nhận sao chị lại vu oan cho em chuyện chị động thai là ngoài ý muốn nhà này không ai trách thì chị cũng đừng có mà đổ thừa ông hùng cũng lên tiếng bên con gái sao chị có thể nói thế cái linh nó không độc ác như vậy chị tiếp lời cho bà vân thảo nào hôm nọ bá lại về cũng hỏi cái linh y như vậy Quân lúc này liền cãi lời ông Hùng Phải nó làm hay không thì nó tự rõ Bố đừng có bênh nó bất chấp như vậy Ngọc lúc này lại nói tiếp Em nghĩ tại sao chị không uống thuốc Mà trong máu lại có thành phần kháng sinh cao Chính nó gây động thai suýt nữa chị mất đứa con này Còn Linh vẫn giả mồm cãi Tôi làm sao mà biết được Chị ăn loại thức ăn nào ấy Có hàm lượng kháng sinh cao thì sao Hơn nữa mọi món ăn tôi đều ăn như chị Tôi có làm sao đâu Ngọc cười Về em không sao Nên mới là lạ đấy Mà quan trọng là Từ khi phòng của chị có dấu hiệu bị lục lọi Chị đã âm thầm gắn camera Còn Linh tưởng Ngọc có chứng cứ thật Nên nó liền nhận tội Phải tôi làm đấy Vì tôi ghét chị được mẹ tôi thương Rồi chị lại dám cãi bố tôi Cả mẹ tôi cũng nghe lời chị Cãi lại bố tôi Quân giận dữ tát mạnh vào mặt của em gái Rồi quay sang nói với ông Hùng Đấy Bố bênh nó nữa đi Ông Hùng cũng đã rõ sự việc Cúi mặt không lên tiếng Còn bà Vân chỉ tay về phía con gái mà quát lớn Cút Cút khỏi nhà tao Nếu nhà chồng mày không chứa Thì mày cũng đừng về đây Linh vội vàng lên phòng gọi điện cho chồng nó rất lâu Lúc sau Nó xách vali ra khỏi cổng Cho thằng Thái đến đón Nó cũng không thèm xin lỗi Ngọc Hay nói với bố mẹ câu nào Khi ấy ba người còn lại Cũng không ai lên tiếng vì không khí nặng nề bao trùm hôm sau quân đưa vợ về nhà ngoại chơi cho khuây khỏa trên đường đi ngọc kể cho chồng nghe rằng không có cái camera nào cả quân cứ ôm bụng cười vì cô vợ đáo để của mình chơi ở nhà ngoại đến chiều hai vợ chồng lại xin phép về bên nhà vừa về tới sân hai vợ chồng đã nghe thấy tiếng bà vân gào khóc ông nói cầm tiền mà tiền đâu hết rồi ông chơi bời hay là cho gái rồi hả ông hùng song lại khốn nạn như thế chứ công sức làm bao nhiêu lâu nay tích cóp bị chồng cướp mất lẽ nào bà vân không sót mà chính bởi sót bà mới kêu la ở mỹ như vậy vậy mà ông hùng vẫn ngang nhiên như là mình không làm gì sai đã thế ông lại quát vợ con mụ già này câm mồm mụ muốn hàng xóm nghe thấy lại đàm tiếu đấy à tiền hết thì kiếm tiếp việc gì mà phải lo bấy giờ bà vân uất quá nên ngoài khóc lóc thì bà lại thêm phần khể lể Tiền ông có phải kiếm đâu mà ông xót Ông chỉ biết cầm tiền đi chơi Tôi nhẫn nhịn ông bao năm nay Nhưng bây giờ nhà còn vài triệu Tôi đã nói là để dành cho con sâu Nhỡ phải đẻ mổ Hỏi thì ông nói vẫn còn Mà hôm nay tôi xem tủ thì không còn thấy Ông nhìn lại mình xem Có đáng mặt đàn ông không Có đáng mặt bố chồng không Ông Hùng nghe vợ mắng nhiếc thì lên cơn điên Ông ta xông vào đánh bà Vân Vừa đánh ông Hùng vừa chửi con đàn bà mất nết láo tuét này Hôm nay còn dám mắng tao Bà ngu như chó Nó đẻ có mẹ nó lo Không thể mặc xác Cần gì bà phải lo Lúc này quân cũng vừa kịp xông vào lôi bố ra Mặt anh đằng đằng sát khí Khiến ông Hùng sợ con trai làm liều Mà đứng yên ở góc tường Nhưng quân chỉ to tiếng quát ông Hùng Bố quá đáng lắm Mà năm qua bố hành hạ mẹ như thế sao Bố đừng đánh mất sự tự tôn cuối cùng Của con dành cho bố nữa Lúc này, Ngọc cũng đã đi vào phòng của bố mẹ chồng, cô tiến lại đỡ bà Vân dậy. "Mẹ có sao không ạ?" À? "Mẹ không sao." Ông Hùng đi ra cửa hậm hực chửi. "Chúng mày tìm cách đuổi con gái tao đi, rồi chúng mày về một phe chống lại tao." Mẹ kiếp, lũ bất nhân, dám cãi chồng mắng cha như chúng mày, thì trời chu đất diệt, đẻ con ra cũng là cái loại không ra gì. Nói xong ông ta đội mũ bảo hiểm, phóng xe máy đi mất luôn. Bà Vân vẫn còn ấm ức nên ngồi trên giường khóc ngọc ngồi bên cạnh an ủi mẹ chồng quân buồn chán thở dài thườn thượt từ hôm ông hùng đi nhà yên ổn hẳn bà vân cũng chẳng hỏi thăm hay đi tìm chồng ngọc hỏi xem bố chồng có thể đi đâu để tìm về thì bà vân bảo không cần tìm quân đã đi làm thì ngọc rủ bà vân đi chợ cô muốn được bà khuây khỏa một chút mà lúc không ngờ đến đó lại có chuyện chẳng là khi đi qua quán bún trà ở phố huyện ngọc bốn mẹ chồng vào ăn cho biết bởi cô rõ tính bà tiết kiệm làm gì dám ăn hàng quán bao giờ nhưng bà vân cương quyết từ chối bà nói không quen thành ra hai mẹ con cứ trèo kéo đưa đẩy nhau rồi hai mẹ con thấy giọng nói quen thuộc em ăn đi thôi đừng có giận dỗi anh nữa hai mẹ con nhìn vào quán Họ nhận ra ông Hùng đang ngồi ăn Cùng một người phụ nữ rất trẻ Chắc là hơn tuổi Ngọc không đáng là mấy Con này mặc áo hai dây Quần đùi bò Rách họ đến tận bẹn Hai kẻ mèo mỡ cứ vợn nhau như trốn không người Con này thấy bồi giá ngon ngọt Thì lại làm mình làm mẩy Đáp lại ông Hùng bằng cái giọng điệu chảy nước Em đã bảo là em không thích ăn bún giờ cơ mà Em thích ăn miếng ngan cơ Ông Hùng lại dỗ dành Ừ thì thôi để anh đưa em đi ăn miến ngan nhé Gì chứ, ý em là ý trời Ai nào dám không nghe Nghe những lời tẩm lợm của bố chồng và nhân tình đến buồn nôn Ngọc kéo tay mẹ chồng và nói Đi thôi mẹ, không đáng để xem nữa Bà Vân toàn theo con sâu bước đi Thì lại nghe người phụ nữ kia nói Tưởng anh không thương em nữa Muốn về với con mụ già kia rồi Bà Vân vừa kịp nghe ông Hùng trả lời Mụ ấy có rát vàng anh cũng chả thèm Chưa ham hố báo bờ gì Anh nói đi với em Mũi còn ôm chân mà van xin Nhưng anh đẩy ra cho một đạp đấy Nghe chồng nói Bà Vân điên máu quay lại tiến đến trước mặt chồng Và ả à bổ danh con mà quát Tôi không có vàng Nhưng sau này ông có quỳ xin tôi Tôi cũng không cho quay về đâu Ở đây mà bốc phét Loại như ông á Bỏ vợ để theo con đĩ bằng tuổi con mình Thì nhơ nước chơi chẽn quá rồi nên tôi chẳng thèm dây đấy cho bận Ông Hùng đang đơ người ra Thì cô gái kia nói Anh để mụ vợ anh xỉ vả thế sao Bà Vân như được dịp mày xả cơn giận mà mắng Con kia Bà không thèm ghen vì mày không đáng Mà lão kia cũng chẳng đáng cho bà ghen Bà nhường mày tất đấy Bà đủ tuổi đẻ ra mày Thì mày đừng có hỗn Ông Hùng lúc này lại lên giọng Mắng vợ bênh bồ Bà mới là cái loại láo tuét Giờ tao còn là chồng Mà mụ dám hỗn sao Không cút về tao vả cho gãy răng Bà Vân biết chồng là một kẻ không thể cải tạo Nên cũng không còn cần thiết Mà nhường nhịn Bà quát to Tôi thách ông đấy Ông dám làm gì tôi Lúc này đám đông đã vây kín quán Ngọc không muốn lôi thôi Bèn khuyên mẹ chồng Mình về thôi Không thèm chấp mẹ Thế con dâu Ông Hùng lại chửi càn Do con khốn kiếp này Nó xui bà đấy hả Bà cũng như chi chỉ như con chó Bị nói xúi bẩy thôi Bà Vân định xông và ăn thua đủ Với cặp mèo bà gà đồng Thì chủ quán ra can Chuyện gia đình các người Các người về nhà mà giải quyết nhé Đừng phiền chúng tôi làm ăn Đám đông lúc này bàn tán Mắng nhiếc ông Hùng Khiến ông ta hậm hực Vội ném tiền xuống bàn Rồi kéo con hổ ly kia chạy mất Còn Ngọc cũng đưa bà Vân về nhà khi quân biết chuyện này thì giận lắm anh còn nói sẽ từ mặt bố bà vân cũng quyết không tha thứ cho ông hùng một buổi chiều có hai tên đến nhà tìm ông hùng một tên trông to béo phúc pháp và một tên cao to xăm trổ. khi bà vân và ngọc đang nhặt sau thì chúng phi xe vào tận sân rồi hất hàm hỏi đây là nhà ông hùng phải không ngọc hỏi lại canh tớ có việc gì ạ à? tôi đến để đòi nợ tôi là phúc chủ của nhà nghỉ vạn phúc ở dưới huyền ông hùng quyệt tiền nhà nghỉ của tôi mười hôm vị chi là 5 triệu ông ấy thuê phòng ở với gái lại gọi thêm bia và mồi ngon tưởng thế nào lại chuồn mất dạng đấy hai người xem có phải là người nhà mình không tên này dơ tấm chứng minh thư của ông hùng trước mặt ngọc và bà vân hai người họ đương nhiên là nhận ra ông ta bà vân tức giận nhưng vẫn mạnh miệng nói với hắn ông ấy đi khỏi nhà cả tháng nay rồi Tôi không biết ông ấy đi đâu Các người tìm ông ấy mà đòi Tên xăm trổ cất giọng lẻ nhẹ ham dọa Nếu lão về Thì bà nhắc lão mau trả tiền Không thì chết với bọn này đấy Đã già rồi lại còn đú nuôi ca ve Bà Vân thẳng thắn nói Muốn làm gì ông ta Các người cứ việc Tốt nhất đi mà tìm Chúng ta không liên quan đến cái nhà này nữa Mời các người đi cho Tên chủ nhà nghỉ Lại cười nhếch mép mà nói Bà yên tâm đó ta không thoát nổi đâu Bà muốn tìm chồng Thì hỏi con Trăng ruối Chúng nó ở nhà nghỉ với nhau những ngày qua Chẳng qua là con này có bảo kê Nên tôi không tiện động vào Chứ không á, nó cũng nát mặt với bọn này rồi Nói xong hai tên đó Phóng vẹo xe ra khỏi ngõ Chúng đi rồi Bà Vân mới ngồi sụp xuống đất mà khóc Ngọc ôm mẹ chồng an ủi bà vài câu rồi hỏi Giờ phải làm thế nào hả mẹ Bà Vân tỏ rõ thái độ dứt khoát kệ ông ta Dám làm thì dám chịu Không phải bận tâm làm gì con ạ à. Từ lúc ấy Ngọc không dám nhắc gì với mẹ chồng Về chuyện này nữa Tối đến Ngọc kể lại với quân Anh tuy tỏ thái độ giận ông Hùng Nhưng Ngọc biết làm con Ai lại không lo lắng Cho sự sống chết của bố mình Không hiểu chuyện của ông Hùng Cả nhà giữ kín kẽ như vậy Thế mà ai lại biết Mà báo cho con Linh Lúc ấy nó cũng sắp đến ngày sinh vẫn vác cái bụng bầu ì ạch về nhà mẹ đẻ mà ăn vả vừa tới cổng nó đã gào ầm ĩ ôi trời ơi Làng nước tới đây mà xem mẹ tôi mù quá nghe con dâu hát hủi bố tôi đây này Rồi nó lại gào lên chửi chị dâu cái loại cháu trở như chị rồi sống không yên đâu chết cũng chẳng ổn đâu cái loại đạo đức giả tôi có lỗi với chị nhưng bố tôi có lỗi gì mà chị lại hại ông ấy không nhà không cửa thế hả bà vân vẫn giận con gái lắm nhưng không muốn hàng xóm rèm pha Nên ra mở cửa cho con Linh rửa quát nó Còn mất dạy Đi vào nói chuyện tử tế mau Không thì cút Con Linh vẫn mồm loa mép dài Sao? Mẹ xấu hổ à? Sống với nhau mấy chục năm Mà mẹ nhẫn tâm đuổi bố đi như vậy mà nghe được sao? Bà Vân mở cửa nhưng vẫn mắng con gái Mày không có gì thì im miệng Đừng có nói cản Đừng tưởng ai không biết cái đạo lý như bố con mày nếu mày không muốn nói chuyện tử tế thì cuốn xéo luôn đi con linh vừa bước vào cổng vừa cãi mẹ mẹ xem từ khi chị ta về đây thì mẹ thay đổi thế nào trước kia mẹ có nặng lời hay đối xử với con như thế này không bà vân không thèm đôi co với con gái nữa mà bước vào nhà con linh cũng theo vào tới phòng khách bà vân ngồi xuống ghế rồi quay lại dịu giọng nói với con linh mày ngồi xuống mẹ nói cho rõ ràng Chắc có lẽ vừa rồi Con Linh làm một trận ẩm mỹ Cũng thấm mệt Nó ngồi một cách khó nhọc xuống ghế Lúc này bà Vân lại nói tiếp Mày biết bố mày quá quát thế nào không Ông ấy lấy hết tiền trong nhà đi chơi bời Rồi cho gái Mẹ và ông ấy mới hụt hạc Rồi ông ấy bỏ đi Hơn nữa ông ấy lại cặp với cái con đáng tuổi mày Chính mẹ và chị Ngọc đi chợ huyện Đã gặp tận mặt luôn Đã thế bố mẹ còn công khai từ mẹ để theo nó Mẹ tính xem ông ấy cạn tỉnh như thế Thì mẹ còn cần gì tỉnh nghĩa nữa Còn Linh vẫn bênh ông Hùng Coi như bố con sai về lấy tiền đi Nhưng vì bố giận mẹ Càng ngày càng thay đổi Mà mới đâm ra như vậy Đến bây giờ bố đường cùng Bị bọn khốn nạn nó đòi nợ Phải trốn chui trốn lủi Mẹ cũng nhất quyết không cứu Sao mẹ lại có thể nhẫn tâm thế chứ Bà Vân tức giận lớn tiếng với con gái Bao năm nay Tao nhìn bố mày nên bố mẹ mới như thế Mày đừng bênh bố mẹ vô lý Đã theo gái Tao cho đi luôn đấy Tự làm thì tự chịu Cũng đừng hòng quay về cái nhà này Còn mày không biết đúng sai Thì đừng có chen vào Còn Linh lại rõ mồm lên tầng 2 mà chửi Mẹ điên rồi Từ ngày rước quỷ cái về nhà Thì cái nhà này mới ngày càng tan nát Cái thứ hãm vía kia Rồi mày sẽ gặp quả báo Ngọc cũng điên máu Bước xuống phòng khách mà mắng lại em chồng này em Em nói ai là con quỷ hãm vía Ăn nói cho cẩn thận Em có biết quỷ cái là thế nào không Chứ cứ như chó điên cắn càn Thì có ngày vỡ mõm Chị đã tha cho em một lần Không có lần thứ hai đâu Đừng để chị bực Chứ cỡ như em ấy, Chị chỉ vả cho hai phát là gãy răng Chẳng qua là chị nể mẹ và đứa bé trong bụng em thôi Nên đừng có ngu mà chọc vào chị Còn Linh cũng không vừa Nó nhếch mép mà đáp lại Ngọc Tao cứ chửi mày là cái đồ quỷ cái hãm vía đấy Mày dám làm gì tao Thách cả họ nhà mày làm gì được tao đấy Mày tưởng tao sợ à Cứ tự động vào tao xem Ngọc sấn sổ bước tới trước mặt con Linh Nhưng bà Vân không muốn chuyện xô sát xảy ra Nên đứng giữa ngăn cô lại Rồi bà quát con gái Mày cút đi Mày thương bố mày Thì đi mà cứu lão ấy Con Linh tuy mạnh miệng Nhưng thấy Ngọc sông đến Cũng tái mét mặt bởi vì nó thừa biết với cái bụng nặng nề của nó thì nó thua ngọc là cái chắc lại cộng với bị mẹ mắng nên nó vội đứng lên mà bước nhanh ra cửa nhưng nó cũng không quên quay lại nói một câu tôi cũng không thèm về đây nữa đâu các người ăn ở bạc ác thì có ngày ra đường bị trời đánh nói xong con linh bước nhanh ra cổng như là nó sợ bị ngọc đuổi theo đánh nó em chồng đi rồi ngọc mới nói với bà vân con xin lỗi vì làm mẹ buồn phiền Thực sự con cũng chỉ định dọa nó thôi ừ, nhưng thôi Con cũng đừng nghĩ ngợi gì cả Ba hôm sau Là ngày khám thai định kỳ của Ngọc Thế nên Quân cũng xin nghỉ để đưa vợ đi Hôm ấy bà Vân lại bận đi ăn cưới Ở trên xóm bên Cũng bởi nhà chẳng có ai Nên đành khóa cửa để đấy Mà đến khi hai người về Cửa nhà lại mở Tưởng mẹ chồng đã về trước Nên Ngọc ngọi lớn Mẹ đi ăn cỗ về sớm thế ạ à? Đáp lại lời Ngọc chỉ là tiếng đồng hồ tích tắc Hai vợ chồng nhìn nhau Quân bất giác nghĩ nhà có trộn Anh vội lên phòng Quả nhiên là có dấu hiệu lộn xộn Nhưng quân an tâm Vì tiền anh đã cầm theo Bây giờ mới nhớ đến phòng của mẹ Quân lại vội quay xuống để xem xét Thì trong phòng đã vương vãi giấy tờ Chiếc tủ gỗ cũng bị phá thủ một miếng to ở cửa Ngọc lúc này cũng vào tới nơi Cô ngó vào ngăn tủ bị phá đó Thì chỉ còn một mảnh giấy Ngọc cầm tờ giấy ra xem thì trên đó có dòng chữ: Muốn đòi lại sổ đỏ nhà, thì tối mai mang 50 triệu ra cánh đồng ngô cho tao. Ngọc đưa lại tờ giấy cho Quân, rồi định lấy điện thoại ra gọi cho mẹ chồng về, nhưng chưa kịp ấn số thì ông Nam lại gọi tới, thế nên Ngọc phải nghe máy của bố trước. Cô nói với giọng khẩn trương: "Con đây, có chuyện gì không bố?" Ông Nam trả lời: Bố gọi dặn mày có mổ cá Thì nhớ cắt đầu nó lấy vài giọt tiết Cho vào nấu cùng với thịt cá cho khỏi tanh Ngọc giật mình hỏi lại Cá nào hả bố Ông Nam cũng ngạc nhiên hỏi lại Ông Hùng không nói lại với mày sao Bố mang con cái chép 3 cân sang nhà Để cho mày nấu cháo Mới lại kho cả nhà ăn Lúc ấy bố chỉ thấy bố chồng mày ở nhà Hỏi mày đâu Ông ấy nói mày với bà Vân đi chợ Nên bố có đưa cá cho ông ấy rồi về Mà hỏi ông ấy cất ở đâu thì mổ cá luôn cho tươi nhé ngọc vội vàng nói vâng con nói chuyện với bố sau nhé con đang bận một chút cô cúp máy rồi quay sang nói với chồng chắc là bố về lấy rồi bố nam con nói lúc sáng mình không có nhà bố sang cho cá thì gặp bố hùng ở nhà quân cũng thở dài đáp lại anh cũng nhận ra đây là chữ của bố rồi không ngờ ông ấy ngày càng đổ đốn như vậy hai vợ chồng đang nói chuyện thì bà vân đi ăn đám cưới cũng về tới nhà bà vừa vào cửa đã gọi lớn hai đứa đi khám thế nào rồi mà nhà có chuyện gì không mà tự nhiên mẹ nóng ruột như lửa đốt thế nhỉ quân tử trong buồng nói vọng ra bố về trộm sổ đỏ rồi mẹ ạ à. mẹ nói gì hả con nhưng chưa kịp nghe quân trả lời bà đã vội chạy vào phòng của mình nhìn đống hoang tàn ông hùng để lại bà như hóa đá biết chồng là một kẻ khốn nạn nhưng đến nằm mơ, bà Vân cũng không nghĩ ông ta lại đến mức bẩn tiện như thế. Phải một lúc sau, bà mới bình tĩnh lại mà hỏi các con. Giờ hai đứa nghĩ xem tính thế nào, chứ mẹ dối trí quá. Nếu bố nhận tiền rồi trả sổ đỏ thì cũng không sao. Chắc là bố nợ nần bị bọn kia nó ép quá. Nhưng con chỉ sợ bố nhận tiền mà không trả sổ đỏ, rồi cứ giữ nó để uy hiếp chúng ta thì mới thực sự đáng lo. Bà Vân lại nói Nếu lão không trả Thì báo công an được không Khó mẹ ạ Giờ bố mẹ vẫn là vợ chồng Họ sẽ khuyên là giải quyết nội bộ Mà chờ họ động tới việc này Cũng còn nhiều khê lắm Bà Vân thở dài Nhưng cũng không thể để cho lão ta Giữ sổ đỏ của cái nhà này được Ngọc lại nói Hay là mai mình đến chỗ hẹn từ sớm Rồi nấp ở đâu đó rình đi Xem tình hình thế nào thế mới liệu con nghĩ bố sẽ không đi một mình thế nên nếu bố có âm mưu gì chắc chắn là sẽ trò chuyện qua lại với kẻ đi cùng quân gật đầu tán thành con nghĩ cách này cũng tốt vậy thì quyết định mai con sẽ đến đó nhé bà vân lại phản đối để mẹ đi hai đứa cứ ở nhà chơi mẹ ở nhà thì ruột gan như thiêu như đốt làm sao mà chịu nổi con nghĩ là không nên để mẹ đi đâu mà vợ chồng con sẽ đi không để mình anh đi Em bầu bí đi quá nguy hiểm Bà Vân cũng đồng tình với con trai Còn Ngọc cương quyết đòi theo Ba người mãi mới thỏa thuận được rằng Quân và Ngọc sẽ đi Nhưng không phải mang tiền cho ông Hùng Mà họ sẽ nấp ở chỗ khuất Để dình xem ông ta có mục đích gì nữa 7 giờ tối khi trời còn nhập nhoảng Tranh tối tranh sáng Ngọc và Quân đã tới chỗ hẹn Đi đến một nửa ruộng rậm rạp cây ngô đã phất cờ Quân dặn vợ Em cứ ở đây Theo dõi mọi chuyện Anh đứng bên kia Nếu anh bị phát hiện Em cũng không được để lộ chỗ ẩn nấp Mà phải bình tĩnh lèn vào Tìm cách cứu anh Nếu nguy hiểm nhé Ngọc gật đầu Em biết rồi Hai vợ chồng cứ nấp ở ruộng ngô Cho đến mỏi chân trồn gối Tiếng mũi rủ nhau như đi hội Cứ vo ve xung quanh Trong lòng quân xót vợ cứ nhắm mắt mà đếm ngón tay cho đỡ sốt ruột. Ấy vậy mà phải tới khi trời tối hẳn, không gian mịt mờ, chỉ còn tiếng dế kéo nhạc thì ông Hùng mới đến. Ông ta bước từ chiếc ô tô sang trọng, số một cách rất thoải mái, không giống như là một kẻ đang trốn nợ. Quả đúng là như dự đoán, ông ta không đến một mình và đi cùng ả nhân tình và vài ba tên lưu manh. Lạ thay, còn có cả tên chủ nhà nghỉ hôm nọ đã đến nói chuyện với Ngọc và bà Vân. Nay Ngọc mới nhận ra hắn Biết bố chồng định lừa đảo Cô lại chỉ sợ chồng mắc mưu thì khổ Nếu bọn chúng tìm ra quân Mà lại không có tiền Thì đảm bảo là anh khó lòng bình yên Mà đi về Lúc này Ngọc sợ đến nỗi không dám thở mạnh Bên kia quân cũng chăm chú Theo dõi động tĩnh của nhóm người ấy Đầu tiên là tên chủ nhà nghỉ Sai bọn đàn em Hắn chỉ vào đám rộn ngô ven đường Chúng mày nấp ở bên này do hắn lại chỉ tay bảo vệ đường phía còn lại mà sai hai đứa sau lưng còn chúng mày nấp vào bên kia rồi hắn nói tiếp bọn mày ở đấy chờ thằng kia đến nếu nó mà không biết điều mà giao tiền thì lập tức xông ra khống chế nó cho tao ở hai bên đường bọn tay chân đang nấp dưới ruộng ngô đồng đồng thanh đáp dạ tên chủ nhà nghỉ có vẻ hài lòng hắn châm lửa vào điếu thuốc rồi rít một hơi dài sau đó lại nói qua với ông Hùng Còn lão và con kia Cứ đứng ở đây cùng tôi chờ nó Mẹ kiếp Cả tháng trời nuôi báo cô cho lão Chỉ ăn với ấy Tốn bao nhiêu tiền Lần này mà lão không kiếm được tiền về cho tôi Thì lão ăn đấm đấy Ông Hùng cười tự tin Nhất định là có mà lệ Không những lần này Mà còn phải làm vài lần nữa chứ Cái sổ đỏ đâu phải là một thứ vô giá trị 50 triệu đã là gì Tên này không thèm đáp lời ông Hùng nữa Mà ngồi xổm xuống mặt đường Bên cạnh ông Hùng cũng chẳng để tâm đến hắn Mà quay sang mơn trớn ả bồ Ông ta hết xoa mông Rồi nắn ngực ả Dường như hưởng ứng nhân tình Thỉnh thoảng ả ta lại giết lên một cách xâm đáng Riêng tên chủ nhà nghỉ Lại tỏ ra khó chịu Hắn chờ một lúc cũng nóng lòng Mà khua đèn pin loạn xạ trên đường Kiểu như đang mong chờ quân tới Mà soi đèn Dường như hết kiên nhẫn tên chủ nhà nghỉ lên tiếng lèm bèm với ông hùng thế nào lão già lão bảo nhất định thằng con lão sẽ mang tiền tới cơ mà lúc này ông hùng mới có chút lo lắng mà đáp lại hắn cậu cứ chờ thêm một chút đi tên này lại im lặng mà đá con ca ve một cách rất thô lỗ để dằn mặt à bồ lại quay ra giận lẫy ông hùng mà cào cấu ông ta giờ bọn chúng tiếp tục chờ cho tới khuya mà không thấy quân xuất hiện tên chủ nhà nghỉ lại quát ông hùng lão mau gọi điện cho con lão đi định lôi bọn này ra làm trò đùa đấy à ông hùng lúc này đáp lại với hắn với giọng điệu có chút run sở dạ dạ để tôi gọi đứng trong ruộng ngô nghe thấy vậy ngọc sợ đến run rẩy tay chân cô chỉ lo bọn chúng sẽ thấy ánh sáng từ điện thoại của quân phát ra khi có cuộc gọi tới nhưng may sao ông hùng lại không gọi được cho quân ông ta lắp bắp nói với tên chủ nhà nghỉ tôi gọi nó mà thuê bao rồi Tiền này nổi giận sách cổ ông Hùng Quảng ông ra xuống mảnh ruộng sắp đường Rồi nói lớn để ra lệnh cho bọn tay chân Chúng mày về thôi Bị lừa rồi Năm tên kia lò giò tử dụ ngô Bước lên trên đường với thái độ cáo kỉnh bực dọc Khi ông Hùng lồm ngồm bỏ được lên đường Một thằng trong nhóm Thậm chí đã giữ củi trỏ vào mặt ông ta Nhưng không hiểu sao lại tha Thế là sáu tên lên ô tô biến mất Chỉ còn một đôi mèo mà gà đồng Ông Hùng và ả à bồ lững thững đi bộ như kẻ ăn xin Ả à ta lúc này lộ bản chất Là một con đào mỏ và nanh ngọc Trong đêm khuya thanh vắng Những lời xỉa sói và xỉ vả của nhân tình Dành cho ông Hùng Cứ vang lên như mẻo hoang Khiến quân cũng ngao ngán Chờ thêm một chút Để đề phòng bọn chúng quay lại Rồi quân mới chạy ra chỗ Ngọc đang đứng Anh nói giọng đầy sự lo lắng Thấy chưa ai bỏ theo anh Một đốt kín người về lại không ngủ được em chỉ sợ lúc bố gọi điện thoại của anh sẽ đổ chuông hay nó sẽ sáng màn hình mà bọn chúng thấy anh may quá anh bình an là tốt rồi quân an ủi vợ khi ấy thật trùng hợp là máy của anh hết pin mà anh cũng chỉ lo em bầu bí thôi bây giờ mình về nhé ngọc nghe chồng nói không đáp mà theo quân lên trên đường sau đó họ nhanh chóng về nhà đêm ấy bà vân cũng không ngủ được mà ra sân đi đi lại lại để ngóng con Thế con về bà mới thở vào nhẹ nhõm Khi nghe quân kể lại mọi chuyện Lòng bà Vân lại thêm sục sôi giận dữ Về lão chồng tệ bạc Cái quan trọng là làm sao lấy lại được sổ đỏ bây giờ Làm cách nào để ông ta chịu giao nó ra Khi mà ba người còn lại trong nhà Là vợ chồng Ngọc và bà Vân Đang đau đầu tìm cách lấy lại sổ đỏ Thì ông Hùng lại có một kế hoạch mới Mục đích của ông ta Đương nhiên là tiền và hậu thuẫn trong ta không ai khác Mà chính là con Linh Ba ngày sau cái vụ ở Đồng Ngô Ông Hùng sau khi bị bọn kia đánh cho lê lết Thì mò về nhà Với đọc chiếc quần sóc sách Ông ta cố sức gọi cửa Mình ơi, các con ơi Mở cửa cho tôi Bà Vân lúc này chỉ còn một mình ở nhà Nghe tiếng chồng gọi thì khó chịu Nhưng nghĩ đến cái sổ đỏ Thì vẫn ra mở cổng Và nói với chồng con bồ tóc xanh tóc đỏ của ông đâu Mà ông tìm về cái nhà này Tôi không chứa nổi ông nữa Ông cút nhanh cho nó rảnh nợ Ông Hùng hạ bình cầu xin vợ Mình nỡ nhẫn tâm đoạn tình với tôi thế sao Tôi biết là tôi sai rồi Tôi sẽ về nhà với mình Để cùng lo lắng cửa nhà Bà Vân trách móc chồng Cũng giống như mô tuyếp Những người đàn bà bị chồng ruộng rẫy Rồi lại quay về Này ông Hãng tôi không sắt vàng đâu ông còn cần làm gì Chẳng phải con bồ ngực nở mông cong Mới khiến ông đánh đổi cả gia đình Và liêm sỉ để theo hay sao Ông Hùng khóc lóc Văn nài sự cầu sự thương hại của bà Vân Tôi xin mình Tôi biết là tôi sai rồi Để tình vợ chồng 30 năm nay Mình cho tôi một cơ hội Bà Vân lúc này mới vào vấn đề chính Vậy sổ đỏ của tôi đâu Nếu ông giao sổ đỏ ra Tôi sẽ tha thứ cho ông một lần này Ông Hùng lại gào khóc thống khổ bọn nó cướp sổ đỏ Đòi tiền chuộc để bắt tôi trả nợ Nhưng vì hôm đó thằng Quân không đến giao tiền Mà bọn nó hành hung tôi nay tôi nhận ra là mình sai rồi Mong bà rộng lòng bao dung Và tha lỗi cho tôi lần này Bà Vân nghe hết câu ông Hùng nói Không những không cảm động Mà cơn giận còn bùng lên như lửa đổ thêm dầu Bà hét vào mặt của ông ta Ông cút đi cho khuất mắt Tôi không có cái loại chồng như thế bà vân nói dứt câu thì vào nhà mặc cho ông hùng cứ ở ngoài cổng van xin đến gần trưa bà thấy vợ không có động thái gì là tha thứ để đồng ta lại lếch thách ra đi khi vợ chồng ngọc về thì bà vân kể lại câu chuyện quân nói một câu nếu bố sớm thay đổi thì bây giờ đâu có chuyện gì xảy ra đến bây giờ mọi chuyện đi quá xa rồi bà vân chép miệng thôi kệ lão cũng coi như là cái giá mà lão phải trả bị thế này cũng đáng lắm mẹ giờ chỉ lo cái sổ đỏ thôi ngọc im lặng không lên tiếng nhưng cô thừa hiểu mẹ chồng nói thế mà không phải thế nếu bà mạnh mẽ dứt khoát như vậy thì ba mươi năm qua ông hùng đã không thể ép được bà năm ngày sau thì con linh sinh con trai thằng thái gọi điện đến báo tin tuy vẫn giận con gái nhưng dẫu sao cũng không thể bỏ mặc con mình mà lại còn thông ra con rể nhìn vào nữa nên bà vân cũng nói quân đưa tới bệnh viện thăm con linh nhưng hôm ấy quân lại phải làm thêm nên ngọc nhận đưa bà vân đi dù là bà có chút ái ngại khi đến viện bà vân nói ngọc chờ ở ngoài nhưng cô nhất quyết muốn thăm em chồng thế nên bà dặn dò con sâu nó mới sinh nếu có kích động mà nói năng hỗn hào thì con cứ bỏ về chứ đừng có chấp mà đôi co ở đây nhé không phải là mẹ bênh nó đâu nhưng đây là bệnh viện lại có nhiều người quen nên con chịu thiệt một chút vậy Ngọc cười vui vẻ Con lường được trước rồi mẹ Nhưng vì đứa bé không có lỗi Nên con muốn thăm cháu Bà Vân nhìn con dâu gật đầu Cảm ơn con đã hiểu Giờ mình đi thăm thằng cu nhé Vậy là hai mẹ con đến phòng chăm sóc sau sinh Để thăm mẹ con con Linh Khi bước vào Ngoài dự liệu của Ngọc Con Linh nhìn thấy chị sâu và mẹ đến thăm Thì mừng rỡ cuống quýt Như là cảm động lắm Bà Vân hỏi con gái Giờ con đỡ mệt chưa Con Linh lễ phép trả lời Con vẫn còn đau bụng lắm Cảm giác cứ trương lên ý Bà Vân lại nói Không sao Đây là quá trình co giả con Từ từ một hai hôm là khỏi Ngọc cũng hỏi thăm em chồng Em có sữa cho cu tí chưa Con Linh lại rất ngoan ngoãn mà trả lời Có rồi chị ạ à, Nhưng mà ít Bà Vân và Ngọc ngồi trong phòng Gọi là hỏi thăm rồi bế thẳng cu một chút lúc sau thằng thái ra ngoài thì con linh lại nói trước đây là con hư thân hỗn láo nên làm những việc có lỗi với mẹ và chị hôm nay hai người vẫn đến thăm con thì con mừng lắm ngọc vội nói chuyện qua rồi mẹ và chị đều bỏ qua cho em mình là người nhà mà con linh lại sụt xịt khóc em cảm ơn chị đã rộng lượng bà vân vội ngăn lại ấy con đừng có khóc vừa sinh xong mà suy nghĩ đau buồn lại hậu sản thì nguy con biết phân biệt đúng sai phải trái Là mẹ mừng rồi Con Linh được thể làm tới Mà xin cho ông Hùng Nó lại dùng lời ngon ngọt nói với bà Vân Mẹ ạ à, Nếu bà đã bao dung như vậy Thì con mong mẹ hãy rộng lượng với bố có được không Con nghe người ta nói Bây giờ bố nợ nần Mà phải trốn chui trốn lủi Lại bị đánh cho bẩm da tím mặt Thực sự là con không yên lòng Chính vì con suy nghĩ quá Thành ra mới sinh sớm hơn dự kiến nửa tháng mẹ coi như vì thương con và cháu mà tha thứ cho bố đi mẹ bà vân đáp lại lời con gái nhưng mà ông ấy đã lấy sổ đỏ đi cầm rồi rồi làm bao nhiêu chuyện khó chấp nhận từ trước tới nay con bảo mẹ tha thứ làm sao được đây con linh vẫn không thôi khóc lóc mẹ vì con mà cho bố một cơ hội đi mẹ rồi sổ đỏ thì tìm cách lấy lại sau con sẽ nói với chồng con tìm cách giúp Bà Vân nghe con gái tha thiết van xin Cũng xuôi lòng nên đồng ý với nó Được Mẹ chỉ cho ông ấy cơ hội một lần này thôi Con Linh nghe mẹ nói thì mừng ra mặt Nó hớn hở vui vẻ vô cùng Dương Ngọc thì trong lòng lăn tăn Thái độ thay đổi bất ngờ của em chồng Có thể hiểu là vì thương bố Nhưng Ngọc không tin Nó không có mục đích khác Lại đặc biệt là khi cô đưa mẹ chồng về tới nhà Thì bố chồng cũng đã chờ ở cổng Ông ta nhìn thấy vợ và con dâu Thì lại có thái độ thản nhiên Nhưng biết trước được Là sẽ được bà Vân tha thứ Chứ không phải là một kẻ Đang đi cầu xin được trở về Ngọc dừng xe trước cổng Để mẹ chồng mở cửa Cô cũng chào bố chồng cho phải phép Ông Hùng cũng đột nhiên hỏi thăm Ngọc hết sức thân tình Còn bà Vân nhìn thấy chồng Thì lại mỉa mai ông ta Ông không còn chỗ nào để đi nữa à Mai phải về đây ông hùng lại xị mặt như chó bị chủ mắng mà cúp đuôi ông ta lại dở thủ đoạn xin sự thương hại mình à tôi biết là tôi sai mình có đay nghiến mắng chửi chỉ xin mình tha thứ cho tôi bà vân lượm huyết chồng rồi nói còn không mau vào nhà trước khi tôi đổi ý ông hùng chạy vội vào trong miệng reo lên như một đứa trẻ được quà cảm ơn mình tôi hứa là không phụ lòng mình nữa từ hôm ấy ông hùng ở nhà cung cúc tận tụy Lo ruộng vườn nhà cửa Không nề hà việc gì Từ nấu nướng cho tới việc dọn dẹp vệ sinh Lại hay quan tâm vợ Rồi hỏi thăm con sâu Bà Vân dần dần cũng cởi mở hơn với chồng Nhưng Ngọc và Quân đều cảm nhận được Ông Hùng không phải là một kẻ Dễ dàng thay đổi bản tính như vậy Dù có bị thất thế hay là phụ thuộc vợ Bởi chính Ngọc cũng thấy Trong những lời hỏi thăm quan tâm của ông ta Có gì đó rất giả tạo Không thể phủ nhận nỗ lực của ông Hùng dù cho đó có là sự lừa dối Thì ông ta cũng rất giỏi diễn xuất Nhưng cũng đến một ngày Ông ta lại lộ sơ hở Điều là đương nhiên Vì dù là con cáo thì cũng sẽ lòi đuôi Đêm hôm ấy Phần do có thai nên hay đi tiểu tiện Phần vì bụng bầu vì đã nặng nề Nên khó ngủ Ngọc sau khi đi vệ sinh ra ngoài Sân hóng mát Trong không gian tĩnh mịch đến yên ả Bỗng có người nhấp nhổm ở góc vườn Khiến Ngọc giật mình Nếu như người khác thì sẽ hét lên Còn Ngọc lại bất động Cũng vì thế mà cô nghe được tiếng ông Hùng gọi điện thoại Ừ em chờ anh Đừng có liên lạc gì nhé Cả chúng nó nghi đấy Ngoan Khi mình có một mớ tiền Thì tha hồ mà bên nhau sung sướng Đoàn chắc bố chồng lại nói chuyện với ả nhân tình Ngọc bình tĩnh Rồi cố đứng nép vào góc sàn mướp mà nghe Cũng không biết con điếm đó nói với ông Hùng những gì Mà ông ta vội vã an ủi nó Hồi nào, bây giờ em phải gắng nhịn chứ. Giờ mình có cái linh hậu thuẫn thì lo gì. Vẫn theo thỏa thuận, từ tiền bạc đến ngôi nhà đều chia cho nó một nửa. Nó mà lấy nhà thì sẽ đưa tiền cho mình. Còn bọn kia, Có ra đứng đường anh cũng chẳng quan tâm. Anh chỉ cần có em thôi. Ngọc nghe từng ấy đã đủ căm hờn ông bố chồng bạc ác và đứa em chồng vô lương. Nhưng để nghe hết câu chuyện, cô lại cố chấn tĩnh mà hạ hỏa. Chắc con bồ lại làm trò ghen ngược Hay giả vờ nũng nịu gì đó Khiến ông Hùng phải thảo mai với ả mà nói Anh hứa với em rồi mà Là anh đâu có thèm cái loại dưa khú đó Mụ có mời Anh cũng không động Em yên tâm chưa nào Bây giờ em cứ ngủ ngon Muốn gì thì cứ mua Anh lo được Ngày mai em cứ làm theo kế hoạch Mà nhớ nhắn bọn thằng Quang Đến lúc gần trưa Thì mụ già mới có nhà Cứ làm ác vào Anh chịu được quan trọng là để mụ xót thương anh mà xì tiền ra còn anh sẽ nhắn cái linh gọi thằng thái để đến làm vai cứu tinh như vậy là ổn em học cùng thì còn lại gì cái linh em cũng biết nó xanh mãnh thế nào mà thế nên đừng lo lắng nhé nói tiếp một chàng dường như đã thấm mệt ông hùng thở một hơi rồi lấy lại sức rồi nói tiếp thôi anh cúp máy nhé thằng quân nó ngu ngơ thì không sao chứ ra ngoài lâu sợ mụ giả nghi nghi nhớ con danh Ngọc nó trông thấy Khi còn mất giải đế nó khôn danh lắm Ông Hùng cúp máy Rồi lại mầy mò một lúc Chắc là để xóa nhật ký cuộc gọi Sau đó ông ta mới an tâm cất điện thoại vào túi quần mà đi vào Ngọc lúc ấy sợ hãi tới nín thở Nằm bẹp dí xuống đất Ngay giữa hai hàng rau ngót Khi bố chồng đã nhẹ nhàng lẻn vào nhà Cô mới thở vào nhẹ nhõm Lát sau Ngọc cũng nhẹ nhàng đi vào bếp Rồi mới từ bếp mà lên nhà mà lên cầu thang về phòng Từ lúc ấy cô cứ thao thức mãi không ngủ được Đến quá nửa đêm Quân thức giấc giật mình thấy vợ Mẫn mở mắt nhìn mình Anh hỏi cô Sao em vẫn chưa ngủ Con đạp quá sao hay là mệt Nếu có gì bất thường gọi anh luôn nhé Ngọc đáp lại chồng Em và con đều ổn Chỉ là đang lo nghĩ chuyện bố và cái sổ đỏ Quân chấn an vợ Em kệ đi Đừng suy nghĩ gì Thêm sầu não Nước chảy bẹo trôi thôi Để từ từ anh với mẹ tính Chúng nó có sổ đỏ Nhưng không dám tùy tiện manh động đâu Nhưng bố về nhà rồi thì sẽ phải trả nợ Đã đồng ý cho ông quay về Thì là chấp nhận chuyện đó rồi Ngọc quyết định nói rõ ngọn ngành với chồng Ý em là Chuyện bố và vợ chồng nhà kia Linh Thông đồng lừa tiền và chiếm ngôi nhà này cơ Chính lúc nãy em đã vô tình nghe bố và con ca ve kia nói chuyện này Thậm chí còn cái ve đó còn là bạn học cùng cái linh không biết chừng nó với cái linh thông đồng lừa cả bố em còn biết chính xác là trưa mai thằng chủ nhà nghỉ sẽ dẫn quân đến đây đòi nợ và gây chuyện bố còn bảo là chúng nó cứ mạnh tay vì như vậy mẹ mới tin và xót bố rồi thằng thái sẽ đến giả vờ giang tay giúp đỡ nữa cơ quân mắm môi thật chặt bàn tay cũng nắm không buông anh nói với vợ lẽ nào bố với con linh không còn biết luân thường đạo lý Mẹ đã già rồi Mà còn làm khổ mẹ đến bao giờ đây Ngọc lên tiếng khuyên chồng Giờ anh phải bình tĩnh để tìm cách đối phó Trước mắt cứ coi như là không biết gì Ngay cả mẹ cũng chưa nói vội Tránh dứt dây động rừng Chúng ta sẽ tìm chứng cứ Phanh phu sự khốn nạn của bọn họ Quân cũng xuôi tai liền đồng ý với vợ Được, mai cũng sẽ xin nghỉ sớm Để buổi trưa về nhà Nếu bọn kia có đến Em cứ tránh xa xa ra nhé Đừng có dây vào giờ mình đi ngủ để giữ sức khỏe sáng hôm sau quân đi làm như thường lệ ngọc để ý thì cũng nhận ra đúng là bố chồng có biểu hiện rất đáng ngờ ông ta cả buổi cứ lóng ngóng vì lo lắng bất an ngọc thì vô tư vờ như không biết gì còn bà vân thì lại trách chồng sao hôm nay lại trở nên quá hậu đậu dù thời khắc ấy đã đến vì thói quen có người ở nhà là cửa cổng không quá thế nên tên chủ nhà nghỉ dẫn theo một tốp đàn em cứ thế mà xông vào nhà không một chút khó khăn hắn vào tới sân đứng giữa cửa mà gọi lớn lão già đâu rồi bà vân và ngọc đang nấu cơm cũng ngó ra bà vân quay sang nói nhỏ với con dâu con đang bầu bí cứ ở trong này kẻo không phải đầu cũng phải tai ngọc im lặng cúi đầu ra điều vâng lời mẹ chồng bà vân cũng cứ đứng lìa trong bếp ngó ra chứ không lên tiếng giờ tiên đó lại gọi lần hai Lão Hùng đâu Có ra đây không Đừng có để bọn này điên lên Ông Hùng lúc này từ phòng ngủ lò dò đi ra Mà đon đả với hắn Các cậu vào nhà uống chén nước vối tôi mới pha đây Rồi chúng ta nói chuyện Tên chủ nhà nghỉ hất hàm hỏi ông ta Lão có tiền trả tôi chưa Tôi đến đây là vì tiền Chứ rảnh mà đến uống nước nhà lão hay sao Ông Hùng cúm núm Xin cậu thư thư cho một thời gian nữa Tên này trợn mắt với ông ta Rắn ra lệnh cho bọn đàn em Đập lão vỡ mồm cho tao Lập tức năm sáu tên côn đồ Lao vào hành hung ông Hùng dã man Chúng càng đánh Dường như càng thêm hăng máu Ngọc theo dõi diễn biến và thái độ của bố chồng Mà không thể tin nổi Xong ta lại có thể diễn tài tình như vậy Nếu không phải hôm qua Nghe được những lời ông ta nói Thì Ngọc cũng không biết được Bọn họ đang thông đồng làm trò Bằng chứng là bà Vân không chịu nổi nữa Mà lao ra can ngăn Thôi các người đánh vậy đủ rồi Tha cho ngươi đi mà Tôi xin các người hãy dừng tay Tên chủ nhà nghỉ Bèn xua tay ra hiệu cho bọn đàn em dừng lại Rồi quay sang nói với bà Vân Chồng bà nợ chúng tôi Và mang sổ đỏ thế chấp Cả ăn uống, chi tiêu và tiền phòng Là 50 triệu nguyên gốc Trong tháng này Bà phải trả tôi 60 triệu Thì tôi cho chuộc sổ đỏ Bằng không ấy Thì đi mua quan tài cho lão chồng của bà đi Đúng lúc bà Vân còn chưa biết đáp lại thế nào Thì quân về Anh liền nói với hắn Oan có đầu Nợ có chủ Mà anh cũng không được đánh ông ấy Hơn nữa bố tôi đi cầm sổ đỏ Không phải là tên của ông ấy Mà anh cũng nhận là phi pháp Tôi sẽ báo công an Hắn ta không hề sợ hãi Mà cười nhếch mép rồi trả lời quân <laughs> Công an á Cho em định gọi ai đấy đồng chí lâm phó công an tỉnh hay đồng chí quốc trưởng công an huyện mà cả đội công an xã nữa chú muốn gọi cho ai anh gọi cho chú nói chuyện nhé ông hùng lúc này cố ngóc cổ lên mà thều thào bố làm bố chịu bố sẽ kiếm tiền trả nợ con cứ kể nó tên chủ nhà nghỉ lại gọi đàn em về chúng mày do nói với ông hùng lão muốn sống thì mau trả nợ không thể đừng có trách là tội ác nói xong Hắn dẫn theo cả đám đàn em ra về Bà Vân vô đỡ chồng dậy mà khóc lóc Ông dạy chưa ông ơi Ông làm khổ mình rồi liên lụy đến người nhà thế này đây Rồi xót chồng quá Bà rồi giết nói với con trai Mau dìu bố vào giường nghỉ đi con Quân rồi sao cũng động lòng Vì thấy bố mình bị hành hạ Tra tấn đến đổ máu Anh đỡ ông Hùng vào phòng nghỉ Thâm tâm quân chỉ muốn hỏi bố một câu trong lúc này Đó là ông ấy đổi gia đình lấy tiền đổi thân xác Lấy sự thương hại thấy có đáng không Tài nghe chưa hẳn đã chính xác Mắt thấy cũng không hẳn là đáng tin Như vụ của ông Hùng là một ví dụ điển hình Ai nhìn thấy cảnh ông ta chịu đòn Mà cầm lòng cho được Khi quân diều được bố vào phòng Thanh cũng ra ngoài Trong phòng chỉ còn ông Hùng và bà Vân Ông ta lại giở trò khiêu gợi Lòng thương hại của vợ Ông ta cất tiếng nói buồn bã đau đớn Tôi sai Tôi chịu mình đừng lo cho tôi nhìn mình khóc tôi xót lắm hay là chúng ta ly hôn đi để mình và các con không bị liên lụy bà vân lại gào khóc thảm thiết hơn không tôi không đồng ý đã chấp nhận tha thứ cho ông là tôi đã xác định cùng ông đồng cam cộng khổ giờ mọi chuyện sẽ qua mà chỉ cần ông thay đổi biết nghĩ cho gia đình là tôi mãn nguyện rồi ông hùng giơ tay lên lau vết máu ở má chảy ra từ khóe miệng rồi nói tôi phải đi thôi kẻo không còn mạng sống mình đừng dính dáng đến tôi một kẻ tệ bạc như tôi ông hùng diễn giỏi tới mức bà vân không thể ngờ được chiều hôm ấy quân không đi làm mà xin nghỉ ở nhà anh cũng muốn xem phần hai của kế hoạch mà em dễ sẽ diễn đến có đạt như bố mình không quả nhiên không phải đợi lâu thì thằng thái đã phóng xe tới đến cổng nhà vợ nó đã hớt hải sông vào hỏi thăm vừa vào tới phòng khách Thằng Thái không chào mẹ vợ Mà hỏi mẹ vợ luôn Mẹ Bố có sao không ạ à? Bà Vân dầu dĩ trả lời Ông ấy nằm trong phòng Cũng đau Nhưng chắc là chỉ bị phần mềm thôi Thật là may rồi mẹ ạ à. Chứ bọn này mà mạnh tay á Thì gãy răng quẻ chân chứ chẳng chơi Thậm chí là còn mất mạng ấy chứ Bà Vân hỏi lại con rể Sao con biết ông ấy bị đánh mà đến đây Thái biết bị hớ Nên nó trả lời mẹ qua quýt là một người hàng xóm báo với con Nghe xong là con lo quá Nên sang đây luôn Dường như sợ bị bà Vân hỏi thêm Thì lộ sơ hở Nên thẳng thái bội kiếm cớ Để con vào thăm xem bố thế nào Nói dứt câu Nó chạy nhanh vào phòng ngủ của bố mẹ vợ Rồi hỏi han ông Hùng vài câu Cũng không quên an ủi cô ông ta cho có lệ Sau đó thẳng thái lại chạy ra ghế ngồi Đối diện với bà Vân mà nói Chuyện đã thế này con xin được góp chút công sức Tiện thể mẹ và anh chị đều có nhà Xin mời gọi anh chị lên Để mình bàn bạc Cũng như là để con có việc muốn nói Bà Vân gọi vợ chồng con trai lên Quân ơi, Ngọc ơi Lên đây mẹ nhờ tí Sau khi hỏi họ lên Thì bà Vân lại nói Hai đứa ngồi xuống đây Nhà mình bàn bạc tìm cách giải quyết Vụ sổ đỏ và số nợ của bố con Quân và Ngọc đều biết trước mục đích của em rể nhưng tương kế tiểu kế Mà làm bộ không biết gì Còn thằng Thái đợi chị dâu và anh trai vợ Ngồi xuống ghế Rồi bắt đầu diễn vai thằng con rể có hiếu Bằng một chàng dài những câu nói Có nghĩa có tình Thưa cả nhà Chuyện của bố xảy ra quả là đáng tiếc Nhưng chúng ta là người một nhà Lẽ nào bỏ mặc ông Hơn nữa bố cũng biết hối cải Thì lại càng không thể đánh người chạy lại Chúng ta phải chung tay góp sức Để giải quyết việc này ổn thỏa Và lấy lại sổ đỏ Buồn nghe những lời hoa mỹ giả tạo của em rể thì khó chịu Anh chặn họng nó mà hỏi Thế ý chú là sao? Cứ vào thẳng vấn đề Anh nghe xem có hợp lý không? Thằng Thái lại trình bày một cách bài bản Kế hoạch của mấy người tạo ra Bảo sao trình bày trôi chảy thế Trước tiên là chúng ta phải trả nợ cho chúng Dẫu gì cũng phải trả Nếu dây dưa hay báo công an Cũng chỉ tổ thêm sách việc bởi vì chúng nó còn thân với công an hơn cả chúng ta Mà để lâu thì lãi mẹ đẻ lãi con Thì nguy hơn Bà Vân lại hỏi con rể 60 triệu So với người nông thôn ở đây Không phải là nhỏ đâu Nhà của chúng ta cũng làm đủ ăn, đủ tiêu Đâu có dư nhiều tiền như vậy Mà vay mượn thì họ hàng chẳng còn mấy ai Mà họ cũng nghèo nữa Lúc này Ông Hùng ở trong phòng vừa rên rỉ vừa đau Vừa nói Thôi cả nhà cứ mặc tôi Tôi sẽ đi Bọn chúng không tìm được Rồi cũng sẽ phải trả sổ đỏ với giá tiền gốc thôi Tôi sẽ đi kiếm việc gì đó trên thành phố Rồi gửi tiền về cho mình trả nợ Thằng Thái đáp lại lời của bố vợ Con sẽ giúp bố Bố cứ an tâm dưỡng bệnh Đừng lo gì Chú định giúp thế nào Thằng Thái nhìn anh vợ như là đấng quyền năng Chuẩn bị ban phép cho tín đồ Nó dõng dạc tuyên bố em sẽ trả nợ thay bố khi nào nhà mình có thì trả em sau cũng được bác không phải lo ngọc hỏi thằng thái nhưng bọn kia cầm tiền rồi cứ lằng nhằng không muốn trả thì sao nó lại làm cái bộ mặt nghiêm trọng mà nói đó mới chính là chuyện mà em cần bàn bạc với cả nhà bà vân dần dần tin tưởng con rể bà nói với giọng hy vọng và hỏi dồn dập ý con là sao nói cho mẹ nghe rõ đi thằng thái bắt đầu giảng giải trước hết con đến tận nơi Khất hắn đến tháng sau Trong thời gian này mẹ viết giấy sang nhượng quyền sử dụng đất cho con Có giấy này rồi Con mới dễ đứng ra được Hơn nữa con làm thế Cũng là để dễ bể ăn nói với bố mẹ con bên nhà Mẹ yên tâm Con không dám có âm mưu gì đâu Xong việc thì một thời gian sau Con sẽ lại sang tên cho anh Quân Đương nhiên lúc ấy Anh Quân phải có trách nhiệm trả đủ tiền cho con Quân nghe những lời em dễ nói Thì biết ngay cái mục đích bỉ ổi của nó nên anh nhếch mép mà đáp lại Nghĩa là chú giành lại sổ đỏ Từ tay thằng kia Để đứng ra cầm mà Thằng Thái xua tay ra điều phủ nhận Không em không dám có ý đó Hai bác và ông bà cứ suy nghĩ đi Rồi báo lại với em Quân không nói gì Bà Vân cũng không tiện lên tiếng Bà Vân lại suy nghĩ rất đam chiêu Bởi vì bà vừa muốn cứu chồng Lại vừa lo sợ bất chắc Còn thằng Thái cũng hề hà hỏi chuyện thăm nọ thăm kia qua loa rồi xin phép ra về tối hôm ấy ngọc một lần nữa bắt được bố chồng gọi điện thoại nhưng không phải là cho ả bồ mà là cho con gái ông ta nói với linh mai mày lấy cớ cho con về ngoại chơi mà tỉ tê với mẹ mày nghe chừng mụ xui xuôi rồi đấy rồi không hiểu con linh nói gì mà ông ta vui lắm đến nỗi không kìm được mà nói lớn đất khu này lại tăng giá rồi à Dường như nhớ ra đang làm chuyện lén lút Ông ta vội nói nhỏ lại Thằng Thái nói cho bố biết Đất ở đây quy hoạch về thị trấn rồi Nó cũng chỉ nói được chuyển đổi sang nhượng trong năm nay Khi mà chưa công bố quyết định Thế nên bố mới nói phải làm nhanh Thôi nhá Cứ theo kế hoạch mà làm Thấy ông Hùng cúp máy Ngọc vội nhẹ nhàng quay vào trong nhà Nghe được từng ấy câu cô đã hiểu Không ngờ vì đất có giá mà đứa em chồng lại xui bố lừa mẹ như thế Ngọc nuốt nuốt hận vào trong Cô quyết lật tẩy âm mưu của bọn chúng Càng sớm càng tốt Ngọc chính xác là người phụ nữ mạnh mẽ Trong hoàn cảnh bố chồng khốn nạn Em chồng bị ổi lại đang có nguy cơ mất nhà Trong lúc bầu 7 tháng Mà cô vẫn bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo Để giải quyết mọi chuyện Thì cũng đáng là khâm phục Chỉ sợ lòng người hiểm ác Chứ trời không hại người ngay bao giờ Hôm sau ông hùng dậy sớm dọn dẹp với những bước chân khập khiễng dù biết bố chồng đang giả vờ vì tối qua ngọc đã thấy ông ta đi rất nhanh nhẹn nhưng cô vẫn tiến lại và nói ông ta nghỉ đi để mình làm nhưng ông hùng không chịu ông ta lấy lý do cô bụng bầu cần phải nghỉ ngơi hơn bà vân lúc này nhìn chồng đầy thương cảm chứ không còn chút giận hờn nào nữa cũng đúng như những gì bọn họ sắp đặt vừa lúc ấy con linh gọi điện cho bà vân Nghe con gái nói Bà Vân đã vui vẻ đáp lại Ờ Vậy con cho cháu sang đây Chơi cho vui cửa vui nhà nhé Rồi nói chuyện vài ba câu nữa Với con Linh Thì bà Vân cúp máy Mà nói với Ngọc Em nói bế cháu về chơi ít hôm Con lên dọn phòng cho nó Để mẹ sai chợ mua ít đồ làm bữa thịnh soạn nhé Chuyện cũng đã thế rồi Cứ u sầu mãi cũng chẳng giải quyết được gì Thôi thì chuyện gì cho qua được Thì cứ cho qua con ạ à. Ngọc biết em chồng về với mục đích xấu Nhưng chưa thể vạch mặt nó Nên cô đành vui vẻ nói với mẹ chồng Vâng Cô ấy bế cô con về chơi cũng là đúng thôi Mẹ cứ đi chợ đi à Con sẽ dọn phòng ngay Bà Vân gật đầu ra điều hài lòng Rồi xách túi đi chợ luôn Ngọc cũng lên phòng của con Linh Mà dọn phòng cho nó Cô biết nó về đây Thì ông Hùng có thêm vây cánh Cô lại tự nhủ rằng Như vậy cũng sẽ dễ tìm ra sơ hở của bọn họ hơn. Nghe vợ nói con gái đang về, ông Hùng rất vui vẻ, ông ta vừa phơi quần áo, vừa huyết xáo rất yêu đời mà lại làm ra cái dáng vẻ bất ngờ và chẳng biết gì cả. Nửa buổi, khi Ngọc và bà Vân đang nấu cơm thì thằng Thái chở vợ con đến bằng ô tô. Con Linh đợi chồng mở cửa xe thì vội bế con vào nhà cho khỏi nắng. Bà Vân trông thấy con gái về, cũng bỏ dở nồi gà sang mà chạy lên nhà cưng lựng cháu ngoại nào thằng chó con của bà ngoại về chơi à ngoan bà thương nhé ông hùng cũng chạy lại mà hùa theo vợ mắng yêu thằng bé hư là ông đánh đít đấy nhé bà vân và ông hùng cũng nhờ có thằng cháu ngoại mà nhìn nhau cười vui vẻ đến bữa thằng thái lại cất lời nói ngon ngọt bên nhà mẹ con già yếu không thể chăm sóc hai mẹ con linh nên con xin phép gửi vợ và con của con ở bên này khi thằng bé cứng cáp một chút thì con lại đón về không biết ông bà và hai bác có đồng ý không ạ à? ông hùng nhanh nhảu như sợ bị cướp lời có đứa trẻ nghe nó khóc nó cười cũng vui cửa vui nhà ai mà nỡ từ chối bà vân cũng vội đồng tình với chồng phải đây phải đấy quân và ngọc không lên tiếng vì nghĩ mình chẳng có quyền nhưng bất chợt con linh lại hỏi mẹ con em ở đây không phiền hai bác chứ Ngọc liền nói Phiền gì mà phiền Hai mẹ con cô ở đây càng vui Chẳng qua là thấy bố mẹ đã nói lên chị không có ý kiến nữa Con Linh cũng đáp lại bằng nụ cười giả tạo Vậy thì cảm ơn hai bác Cháu nó có quấy bác cũng đừng trách nhé Biết bác bầu bí mệt Mẹ em chẳng biết dựa vào đâu Đành phải về đây ăn vạ vậy Ngọc không muốn nói đi nói lại chuyện này Bèn đẩy sang chuyện khác Cô hỏi em rể Chú Thái dạo này làm ăn có vẻ tốt nhỉ Nhìn mặt vượng sắc lắm Thằng Thái cười hề hề Cũng gọi là được bác ạ à. Ngọc đáp lại đầy ẩn ý Đã làm ăn gặp thời như vậy Thì chú nên đầu tư nhà đất đi Xã hội ngày càng phát triển Có tiền bỏ ra mua một mảnh Thời gian sau bán đi Có mà lãi tiền tỷ Người đẻ ra đất chứ có đẻ đất có đẻ đâu Nên không bao giờ phải lo Thằng Thái có vẻ trột giả Liền trả lời lấy lệ em có đầu tư thì cũng phải tính toán xem xét chứ không là vỡ nợ bác ạ à. câu chuyện trong bữa ăn giờ cũng chóng qua ở lại với vợ con một lúc thì thằng thái chào về tối hôm ấy quân bàn với vợ anh nghĩ là mình phải theo dõi thằng thái chắc chắn là nó có liên lạc hay gặp mặt với tên quang thì mình sẽ dình được nhưng làm sao để mình đến tận nơi để ghi âm lại mà chúng không biết thằng này cũng lọc lõi giờ chụp được tấm ảnh rồi về nó cái là đến đấy xin khất nợ thì cũng chẳng làm gì được nó ngọc gật đầu nói anh nói có lý như vậy nghĩ cách đã từ mai sẽ theo dõi thằng thái còn em để ý cái linh và bố nhé có gì thì mình báo cho nhau biết quân cứ dình theo dõi thái suốt một tuần liền cuối cùng quân cũng thấy thái đi tới chỗ quang chủ nhà nghỉ cũng chính là người bắt tay với ông hùng để lừa chiếm đất của bà vân Quân phải liều mình Mới quay được đoạn video Thái và Quang bàn kế hoạch Ở nhà Ngọc vẫn để mắt tới Linh và ông Hùng Những việc làm lén lút của ông Hùng và Linh Đều bị Ngọc quay video lại Và chụp ảnh lại Khi có đủ bằng chứng Quân và Ngọc quyết định nói cho bà Vân biết sự thật Bà Vân vô cùng sốc Khi biết chính con gái và con rể và chồng bà Đã cấu kết với xã hội đen Mục đích để lừa chiếm nhà Chiếm đất của bà Bà có mất nhà, mất hết đất thì bà cũng không đau lòng bằng việc Bà bị chính đứa con bà dứt ruột đẻ ra lời dối Càng nghĩ Bà Vân càng đau đớn Nước mắt cứ trực trào ra Quân và Ngọc đã dặn bà Vân Là tạm thời chưa vạch trần kế hoạch của ông Hùng Với con gái và con rể Đợi tới tối khi Quân đi làm về Thì anh với bà sẽ nói thẳng ra Ba mặt một lời cho rõ ràng Rồi bà Vân sẽ chấm dứt với ông Hùng Nhưng do bà Vân tức quá Bà đã không thể chờ tới tối được buổi chiều hôm đó ngọc sang nhà ngoại bởi vì bố cô bảo gọi sang lấy cá nhà ngọc có ao cá nên mỗi lần đánh cá ông lại cho ngọc mấy con cái chép to quân thì bận công việc đi làm từ sáng ở nhà lúc này chỉ còn bà vân ông hùng và linh ông hùng nghĩ là bà vân vẫn chưa biết gì nên ông vẫn nịnh bà ra mặt chân ông vẫn còn đau nhưng ông đi lại và quét dọn nhà giúp bà vân linh ngồi gọt hoa quả Cô nhớ tới cái vụ chuyển nhượng đất Cô liền hỏi bà Vân Mẹ Mẹ đã suy nghĩ kỹ chuyện kia chưa ạ à? Chuyện gì Chuyện chồng con nói với mẹ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho chồng con đấy Rồi sau này chồng con sẽ chuyển nhượng lại cho anh Quân Bà Vân tức nghẹn Cứ nghĩ tới việc bị con gái ruột Lừa để chiếm đất Là nước mắt của bà lại trào ra Bà út ức nói Có 60 triệu trả nợ thôi Mà mẹ phải chuyển nhượng đất cho chồng con sao con là con gái của ông ấy con cũng không tin tưởng ông ấy à vợ chồng con cứ trả nợ giúp bố con đi cần gì mẹ phải chuyển nhượng đất cho chồng con nữa chứ linh ấp úng thanh minh nhằm bao biện cho kế hoạch của mình nhưng mà vợ chồng con khó ăn nói với bố mẹ chồng con lắm sợ bố mẹ chồng con lại trách là suốt ngày chỉ biết lo chuyện gia đình nhà vợ chính vì lẽ thế nên vợ chồng con mới muốn mẹ tạm thời chuyển nhượng đất cho vợ chồng con hay là mẹ không tin vợ chồng con Mẹ thấy chỉ có 60 triệu thôi Không cần thiết là phải chuyển nhượng nhà đất làm gì Hai đứa cứ trả giúp bố đi Sau này mẹ sẽ phụ với bố Trả lại cho hai vợ chồng con đủ số tiền đó Thì mẹ chuyển nhượng đất cho chồng con Để chồng con sẽ ăn nói với bố mẹ chồng con thôi Trả nợ xong cho bố Là chồng con chuyển nhượng lại cho anh Quân luôn mà Có vấn đề gì đâu Mà mẹ cứ phải lăn tăn như vậy mẹ thấy không cần thiết phải làm vậy ý mẹ là sao hay là mẹ không muốn giúp bố mẹ thấy bố bị bọn nó đánh như vậy mà mẹ không cảm thấy xót sao sao mẹ nhẫn tâm như vậy linh cứ nhắc đi nhắc lại vấn đề chuyển nhượng đất cho con rể mãi chưa hết linh còn trách mắc bà vân nhẫn tâm thế là bà vân tức quá không kiểm soát được mà chửi linh tốt nhất là con câm mồm vào đi mẹ đẻ ra con đấy mẹ vất vả nuôi con để rồi cuối cùng con trả ơn cho mẹ như thế hay sao? độ bất hiếu. linh ngập ngừng hỏi mẹ. mẹ nói vậy là có ý gì? con không hiểu gì cả. bà vân nghiến chặt răng lại, Rồi bao nhiêu ước ức bà đang kìm nén trong lòng cứ tuôn ra. đến giờ này mày vẫn còn gân cổ lên cãi lời mẹ mày sao? độ bất hiếu. có đứa con nào mà thông đồng với bố và chồng để cướp nhà cướp đất của mẹ mày như thế không hả? Mẹ cút về bên nhà chồng mày đi. từ nay trở đi đừng bao giờ về tìm mẹ nữa mày cứ coi như là mẹ mày chết rồi mẹ sẽ coi như không có đứa con như mày cút về đi linh hoang mang lo lắng khi thấy bà vân biết sự thật về kế hoạch chiếm đất của cô cô ta run sợ miệng ấp úng không nói thành lời mẹ à Mà nói linh tinh cái gì vậy bà vân mắt đỏ hoe giận dữ quát cút cút về nhà mày hãy bảo với chồng mày rằng nó muốn tao chuyển được nhà đất cho ư <laughs> Đừng có mơ. Kể từ giờ phút này tao chỉ có hai đứa con duy nhất là thằng Quân và con Ngọc thôi. Cái loại con rẻ thủ đoạn như nó thì về mà lừa gạt bố mẹ nó đi. Cả mày nữa, tao đẻ ra mày nuôi mày lớn, đây là cách mà mày trả công ơn của tao đấy phải không? Linh biết bà Vân đang giận dữ, cô ta cuống lên xin lỗi. Mẹ ơi, con biết sai rồi, con xin lỗi mẹ. Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhé. Bà Vân gạt tay Linh ra khỏi tay của mình và nói, Đi đi Bế con ra khỏi nhà tao nhanh đi Tao không có đứa con như mày Không Con không đi đâu cả Con là con gái của mẹ mà Mày nói mày là con của tao Thế mà mày thông đồng với chồng mày và bố mày Lừa chiếm đất của tao Mày không thấy lương tâm của mày cắn rứt hay sao hả Linh Mày không thấy hổ thẹn với con mẹ hay sao Mẹ cũng là mẹ rồi đấy Sau này con mày nó nghĩ sao về mày hả đây Linh vẫn cố gân cổ lên nói lý với bà Vân Con chỉ là đang lấy lại những gì thuộc về con thôi Mẹ suốt ngày chỉ có anh Quân với chị Ngọc Có bao giờ mẹ quan tâm con đâu Mẹ thiên vị anh chỉ Còn con thì mẹ không coi con ra gì cả Bà Vân giận tới mức muốn đánh con Linh Bà nói giọng đầy tuyệt vọng Tao chưa bao giờ thiên vị ai cả Đối với tao Con trai con gái đều quan trọng như nhau Tại sao mà lại nghĩ là tao thiên vị từ ngày chị Ngọc về Mẹ luôn thiên vị chị ấy Còn với chị ấy xích mích Mẹ luôn bênh chị ấy Mẹ chưa một lần nào đứng ra bênh vực con cả Nhưng người sai là mày Nếu cái Ngọc nó coi sai Thì tao cũng không bao giờ bênh nó Chính vì mày luôn có cái suy nghĩ đó Nên mày mới độc ác nhẫn tâm như thế Cút đi Tao không muốn nhìn thấy mày nữa Mẹ à Mẹ bình tĩnh lại đi Tao không muốn nghe mẹ nói thêm gì nữa Bà Vân tức giận Đi xuống dưới tầng bà vừa bước xuống cầu thang thì linh kéo tay bà lại mẹ đứng lại đi mẹ bỏ tay ra bỏ ra linh cứ nắm tay bà vân mà co kéo ở cầu thang linh kéo tay bà vân thì bất ngờ cô thả tay ra đúng lúc bà vân giật mạnh tay lại theo đà bà vân bị ngã từ trên cầu thang ngã xuống dưới bà lăn mấy vòng rồi đập đầu vào tường bất tỉnh linh hoảng hốt cô ta đứng hình mất vài phút sau đó cô ta mới chạy xuống dưới đỡ bà vân mẹ mẹ ơi ông hùng ở ngoài sân đi vào liền hỏi có chuyện gì thế linh linh đắp bắp nói bố ơi mẹ con mẹ con ông hùng hốt hoảng khi thấy bà vân nằm bất động ở đó còn linh thì mặt tái mét bái bị làm sao thế hả mẹ con bị ngã cầu thang là mẹ con tự ngã chứ không phải là do con đưa bà ta đi cấp cứu mau lên Ông Hùng và Linh vội vàng đưa bà Vân tới bệnh viện Bà Vân được các bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu luôn Ông Hùng và Linh ngồi ngoài chờ Lúc này ông Hùng mới hỏi Linh Đã xảy ra chuyện gì? Con nói thật cho bố nghe đi Linh ngập ngừng nói Mẹ... Mẹ bị trở chân ngã từ chân cầu thang ngã xuống Ông Hùng nhìn thẳng vào mắt con Linh và hỏi Con nói thật đi Con xô bà ngã phải không? Không, không phải vậy Không phải thế Sao con lại lo lắng như vậy Con cứ nói thật với bố đi Dù thế nào bố vẫn luôn đứng về phía con mà Con quên là chúng ta Ngồi cùng một chiếc thuyền hay sao Linh lúc này mới chịu thừa nhận Mẹ biết sự thật rồi bố à Mẹ nói mẹ biết vợ chồng con thông đồng với bố Để chiếm nhà chiếm đất của mẹ Mẹ đuổi con đi Mẹ còn từ mặt con nữa Mẹ nói mẹ chỉ có hai đứa con là anh Quân và chị Ngọc thôi Lúc đó con với mẹ rằng co Con sợ rồi con cuống lên Nên con lỡ tay Con thể là con không cố ý đẩy mẹ đâu Tại vì lúc đó con sợ quá nên Linh vừa nói vừa sợ run người Cô sợ bố cô sẽ trách cô Nhưng không phải Ông Hùng không những không trách cô Mà ông còn thấy bà Vân bị như vậy là tốt Đúng với ý của ông Ông không quan tâm bà Vân sống chết thế nào Ông chỉ quan tâm tới tài sản của bà Vân Con nói sao bà vân biết kế hoạch của chúng ta rồi sao vâng chúng ta hết cơ hội rồi thôi mình cứ sống như vậy đi không có cơ hội tiêu tiền tỷ đâu bố ạ à? ông hùng lo lắng bất an cứ tưởng bà vân sẽ mắc bẫy rồi ông sẽ đổi đời luôn ai rẻ kế hoạch chưa thực hiện đã thất bại thảm hại luôn rồi cay thật đất đang được giá giờ mà bán đi thì tha hồ mà tiền tiêu thế mà chưa bắt đầu thì kế hoạch đã thất bại chưa kể mọi chuyện vỡ lở là chồng con tham tiền Chiếm đoạt tài sản của bà ấy Thì chúng ta làm sao mà sống nổi ở cái làng này Rồi còn mang tiếng tham cả đời đấy Thế bây giờ phải làm sao hả bố Bố mẹ chồng con đã không ưa con sẵn rồi Bây giờ mà lộ ra chuyện này Thì con chết chắc với bố mẹ chồng con đấy Ông Hùng suy nghĩ một lát rồi nói Tôi đã mang tiếng ác ấy Thì chúng ta ác luôn đi Ý bố là sao Nhân lúc bà Vân không biết gì Chúng ta hãy đi trước một bước con hiểu ý bố nói không Bà Vân đang ở trong phòng cấp cứu Chưa biết sống chết thế nào Nhưng bên ngoài chồng và con gái của bà Đang bản miêu tính kế Chiếm đoạt đất của bà Vân Bà Vân cấp cứu ở bệnh viện Nhưng ông Hùng và Linh Cũng không gọi cho Quân và Ngọc Ngọc ở bên nhà ngoài Về cô không thấy ai ở nhà Cô gọi điện cho bà Vân Thì điện thoại của bà Vân ở trong phòng Cô thấy hơi lạ Sao không có ai ở nhà vậy chứ? Bố mẹ đi đâu cả rồi? Còn con Linh nữa, đi đâu rồi nhỉ? Không liên lạc với mẹ chồng được, Ngọc mới đi sang nhà bác hàng xóm hỏi thăm. "Bác ơi, bác có thấy mẹ cháu đi đâu không ạ?" À? "Ờ, cháu không biết à. Mẹ cháu bị ngã cầu thang bị thương nặng lắm đấy. Bố cháu với kia Linh, đưa mẹ cháu đi cấp cứu rồi." Ngọc bằng Hoàng khi nghe bác hàng xóm nói vậy, cô vội gọi cho Quân về ngay. 15 phút sau Quân cũng về tới. Anh đây, em đau bụng à? Em không sao Mình vào viện với mẹ nhanh lên Mẹ bị làm sao vậy? Em nghe bác hàng xóm nói mẹ bị ngã cầu thang nặng lắm Thế chúng ta đi thôi Mà sao bố với Linh không gọi điện cho chúng ta thế nhỉ? Em cũng đang thắc mắc đây Thôi mình cứ vào với mẹ trước đã Quân với Ngọc vội vàng vào trong bệnh viện Bà Vân vẫn đang ở nằm trong phòng cấp cứu Ông Hùng và Linh ngồi bên ngoài đợi Mình nhìn thấy bố và em gái Quân vội hỏi Bố, Mẹ con sao rồi ạ à? Bà vẫn ở trong phòng cấp cứu chơi ra Thế bác sĩ nói tình hình nặng lắm Quân quay sang nhìn Linh Mẹ làm sao mà ngã cầu thang thế Lúc đó em có ở nhà không Linh Em có Em đang nấu mì tôm ở dưới bếp Thì nghe thấy tiếng động rầm rầm ở cầu thang Tới khi em chạy lên Thêm thấy mẹ nằm bất động ở đó rồi Ông Hùng cũng vội nói Bố ở ngoài cổng Nghe tiếng kia Linh gọi thì bố đi vào Chắc mẹ con bị choáng Nên ngã từ cầu thang ngã xuống Ông Hùng và Linh cứ thanh minh giải thích với Quân Ngọc đứng chú ý quan sát Cô thấy Linh vừa giải thích lại vừa lo sợ Hai tay Linh cứ run lên lần bẩn Ngọc cảm thấy có điều bất thường Ở bố chồng và em chồng Cô chợt nghĩ có khi nào Việc mẹ chồng cô bị ngã cầu thang Có liên quan tới Linh và bố chồng của cô không Quân cao mày lại trách Linh Thế sao không gọi điện cho anh chị nếu chị Ngọc không sang bác hàng xóm hỏi Làm sao mà anh chị biết được mẹ bị ngã mà vào đây Lý ấp ống giải thích với anh trai Em cứ nghĩ là mẹ chỉ bị nhẹ ngoài da thôi Em cũng không ngờ mẹ lại bị thương nặng như vậy Bữa lúc đó cánh cửa phòng cấp cứu mở ra Bác sĩ nói Mời ông Hùng về phòng trao đổi với tôi một lát Quân thấy vậy Liền nói nhanh hơn ông Hùng Để tôi đi cùng anh Tôi là con trai của bà ấy Được Mời đi theo tôi ông hùng muốn đi nhưng quân nhanh tranh hơn anh muốn biết tình trạng sức khỏe của mẹ thế nào vì anh cũng không còn tin bố mình nữa quân đi theo bác sĩ vào phòng rồi linh bảo với ông hùng bố với anh chị ở đây với mẹ nhé con về nhà đây chồng con vừa nhắn tin bảo con về thằng cu khóc quá ông hùng xua tay về đi mai bảo chăm mẹ con giúp bố nhé chị ngọc bây giờ bụng to rồi chăm mẹ không tiện vâng con biết rồi quân đi theo bác sĩ vào phòng anh vội hỏi mẹ tôi sao rồi bác sĩ anh cứ ngồi xuống đi bác sĩ nói luôn đi chứ tôi thấy căng thẳng quá mẹ anh bị nặng lắm đó tạm thời bà chưa tỉnh được cả nhà cứ chuẩn bị tinh thần đi có thể mẹ anh sẽ phải nằm thực vật đấy bác sĩ nói sao nằm thực vật ư ừ. sao lại vậy chứ đầu bái bị va đập mạnh vào tường nhưng gia đình cứ yên tâm chúng tôi sẽ cố gắng hết sức Trước đây cũng có vài bệnh nhân giống như mẹ anh nhưng họ đã hồi phục rất nhanh thời gian để họ hồi phục là 6 tháng cho tới 1 năm nên gia đình cũng đừng lo lắng quá vâng gia đình của chúng tôi trông cậy nhảy cả vào bác sĩ được rồi phát đồ điều trị bệnh cho mẹ anh chúng tôi sẽ sớm thông báo cho anh bây giờ anh về bàn bạc với mọi người nhé vâng tôi cảm ơn bác sĩ nhiều ạ à. thế quân buồn bã đi ra ngoài ngọc vội hỏi anh à bác sĩ nói sao Ông Hùng nhìn Quân với vẻ mặt lo lắng, nhưng ông ấy đang lo sợ bà Vân tỉnh lại, rồi kế hoạch của ông và Linh sẽ đổ bể. Quân thở dài rồi nói: "Bác sĩ nói tình trạng sức khỏe của mẹ không được tốt, có thể mẹ sẽ phải nằm thực vật một thời gian." "Nằm thực vật sao? Không phải anh nói dối em phải không?" "Anh không nói dối em, đó là sự thật." Ngọc bật khóc vì thương bà Vân. Còn ông Hùng thì ngoài mặt tỏ vẻ u sầu buồn bã. Nhưng trong đầu ông ta đang sung sướng Muốn gào thét lên Bà ta nằm thực vật rồi Quá tốt Ông trời giúp ta rồi Sau khi nghe tin bà Vân nằm thực vật Ông Hùng sung sướng lắm Kế hoạch của ông và Linh sắp thành công Bây giờ chỉ chờ thêm một thời gian nữa là xong xuôi Nội tâm của ông sung sướng gào thét Nhưng ngoài mặt Ông Hùng vẫn phải giả vờ buồn bã Xót thương bà Vân Ông giả vờ khóc lóc Trời ơi tại sao lại khổ thế này chứ bà vân ơi là bà vân sao người ngã không phải là tôi mà lại là bà tôi phải làm sao để bà tỉnh dậy đây quân im lặng không nói gì ngọc để ý tới thái độ của ông hùng cô nghĩ thầm trong bụng <laughs> bố giả đạo thật đấy ông hùng liền nói để bố ở lại đây với mẹ con hai đứa cứ về nhà đi có vấn đề gì bố gọi cho vâng có gì bố gọi con luôn nhé quân kéo ngọc về trên đường về Ngọc hỏi Quân Anh có thấy bố và Linh rất đáng nghi không? Có Nhưng bây giờ mẹ bị như vậy rồi Chúng ta phải làm sao chứ? Rõ ràng là mình có bằng chứng để vạch trần âm mưu của bố và vợ chồng con Linh Thế mà giờ mẹ nằm đó Tại sao mẹ lại bị ngã vào đúng ngày hôm nay vậy chứ? Không lẽ cái Linh phát hiện ra điều gì đó Giờ cô ở nhà tìm cách lấp liếm chuyện này đi Anh không biết nữa Vậy anh không thể tin được cái Linh nó lại độc ác và tàn nhẫn như vậy. Sao nó lại làm như vậy với chính mẹ ruột của mình cơ chứ? Cũng giống như chúng ta không thể ngờ, bố đối xử với mẹ như vậy. Chính bố đã làm gương xấu cho Linh đấy thôi. Vậy thì chúng ta không nhịn nữa. Ngày mai anh sẽ nói chuyện với bố và Linh. Nói cho bố và Linh biết rằng, mình đã biết rõ kế hoạch của bố và Linh rồi. Nếu bố và nó không dừng lại, anh sẽ trình báo cảnh sát để cảnh sát vào cuộc giải quyết chuyện này giúp chúng ta vâng em cũng nghĩ vậy để cảnh sát vào cuộc thì bố và vợ chồng cô linh sẽ sợ và dừng lại anh ạ à. em sẽ tìm ra sự thật em nghi ngờ là có uẩn khúc em không tin mẹ lại bất cần để mà bị ngã cầu thang như vậy đâu em phải cẩn thận đấy bây giờ bố và vợ chồng kia linh đang đề phòng chúng ta rồi vâng em biết rồi quân và ngọc đã thống nhất với nhau như vậy nhưng ngày hôm sau khi quân và ngọc ngồi nói chuyện với ông hùng và vợ chồng cô linh thì mọi chuyện đã rẽ theo hướng khác ông hùng mở lời trước quân ngọc hai đứa muốn nói chuyện gì với bố và hai em vậy quân mới liền thỏ tay vào túi áo để lấy điện thoại thì điện thoại của anh đã biến mất anh mới chạy lên phòng tìm nhưng không tìm thấy anh chạy xuống hỏi ngọc em có thấy điện thoại của anh đâu không em không lúc sáng mới thấy anh cầm mà ờ nhưng bây giờ không thấy đâu cả ngọc vô cùng lo lắng về cái điện thoại của quân rất quan trọng trong đó có video mà quân quay lại được cảnh thái và bọn xã hội đen đang bàn với nhau về kế hoạch chiếm đất của bà vân thế mà bây giờ cái điện thoại lại biến mất như vậy kế hoạch vạch trần âm mưu của ông hùng và linh coi như thất bại ngọc và quân nhìn nhau lo lắng linh nhếch mép cười và nói anh chị muốn nói gì thì cứ nói luôn đi đem còn vào bệnh viện với mẹ chứ quân nghiêm mặt nói Này có bố và linh cùng thái ở đây con nói luôn là con đã biết kế hoạch của bố và vợ chồng cô linh rồi con sẽ báo cảnh sát và để cảnh sát giải quyết vấn đề này bố với vợ chồng cô linh chuẩn bị đi là vừa linh nói giọng thách thức anh trai à em muốn báo cảnh sát thì anh cứ báo đi nhưng anh phải nhớ kỹ là tội vu khống người khác không nhẹ đâu ngọc liền nói đáp trả lời linh Em đừng nghĩ là anh Quân mất điện thoại thanh anh chị không còn bằng chứng Bởi vì đoạn video đó Anh chị gửi cho cảnh sát trước đó rồi Bây giờ anh chị chỉ cần nói với cảnh sát một câu thôi Ông Hùng trợn mắt đập bàn dầm một phát Câm mồm Với gia đình của tôi Ai cho một đứa con dâu khác máu tanh lỏng như cô tham gia hả Thằng Quân nó tin cô Chứ cả nhà tôi không ai tin cô cả Bố nói đúng Con chỉ là đứa con dâu khác máu tanh lòng Nhưng con chưa bao giờ làm gì sai với mẹ cả còn bố và vợ chồng cô linh thì lại khác đấy mọi người là người thân ruột thịt của mẹ con thế mà đối xử với mẹ con tàn nhẫn và độc ác như vậy còn thấy mọi người còn không bằng một người dưng lã Khác máu tanh lỏng như con đâu ạ à? cô đừng vòng vo nữa cô muốn cái gì nói thẳng ra đi con nói thẳng là vợ chồng con biết kế hoạch của bố và cô linh vợ chồng con quyết không bao giờ để viện đó xảy ra đâu bố với vợ chồng cô linh không muốn vướng vào vòng lao lý thế mau dừng lại trước khi quá muộn Đừng để tới khi cảnh sát vào cuộc hiệu quả sẽ nhất nghiêm trọng đấy Thà lúc này mới lên tiếng Hai bác đừng có làm quá lên như vậy Sự người ngoài biết lại nói gia đình chúng ta lục đục đấy à Chú Thái nói hay thật đấy Nhưng mà chú Lại chính là người khiến gia đình này lục đục Em chưa bao giờ sống lỗi với ai cả Anh sẽ ăn nói cẩn thận vào Lúc này Linh mới lấy ra một tờ giấy và nói Anh chị chuẩn bị dọn ra khỏi nhà đi Chị Ngọc hãy đưa anh Quân về bên nhà ngoại sống đi. Việc chăm sóc mẹ cứ để vợ chồng em lo. Cô nói như vậy là sao? Anh chị đọc đi, rồi nhanh chóng dọn ra khỏi nhà. Anh chị mau về bên ngoài ở, tôi chuẩn bị sinh con đi là vừa. Quân và Ngọc cầm giấy tờ lên đọc. Giấy chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Quân và Ngọc nhìn nhau hoang mang, không nói được câu gì thì Linh tuyên bố dõng dạc. Mẹ đã chuyển nhượng toàn bộ nhà đất cho vợ chồng em rồi. Anh chị mau chuyển ra khỏi nhà đi. Cuộc đời của mỗi người đôi lúc gặp hoàn cảnh éo le thật sự, giống như tôi đây. Tôi lấy chồng và đang mang thai tháng thứ 8 mà còn gặp phải hoàn cảnh trớ trêu. Bố chồng với em chồng âm mưu chiếm nhà đất và đuổi thẳng vợ chồng tôi ra đường. Mẹ chồng tôi nằm trong bệnh viện, ở nhà, bố và em chồng làm những việc thất đức trái với thuần phong mỹ tục của một gia đình. Tôi sắp tới tháng đẻ rồi, bụng to ì ạch nên tôi về bên nhà ngoại ở tạm. Quân chồng tôi thì nhanh chóng đi trình báo công an, nhưng vợ chồng tôi đã chậm chân một bước. Thái có người làm cán bộ, rồi lo lót tiền trước nên một người dân bình thường thấp cổ bé họng như Quân thì không thể làm gì được Thái cả. Quân trình báo một lần không được, anh lại trình báo lần hai, rồi lần ba tới lần thứ năm thì quân được công an mời vào phòng để trao đổi trực tiếp quân mừng lắm anh hy vọng cảnh sát có thể giải quyết giúp anh nhưng anh lại không thể ngờ thái đã nhanh chân hơn anh một bước anh có vấn đề gì cứ nói thẳng đi tôi nghe đây vâng tôi muốn nhờ các anh giải quyết giúp tôi việc này mẹ tôi bị ngã và đang điều trị ở bệnh viện nhưng ở nhà bố và em gái tôi thông đồng với nhau để chiếm nhà và đất của mẹ tôi canh giải quyết giúp tôi với ạ à? Được Anh nói bố và em gái anh Thông đồng chiếm đất của mẹ anh Vậy bằng chứng đâu Anh đưa ra đây Để chúng tôi tiến hành điều tra Rồi giải quyết giúp cho anh Tôi đã quay video lại rồi Nhưng không biết tại sao lại bị mất điện thoại Lúc mẹ tôi chưa bị ngã Bà đã khẳng định với tôi Là bà sẽ không chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ai cả Tôi khẳng định là em gái tôi và bố tôi Có liên quan tới việc mẹ tôi bị ngã anh hãy điều tra từ em gái tôi là ra hết anh cảnh sát nhìn quân rồi cười này anh quân anh không có bằng chứng gì để mà chứng minh những lời anh nói là sự thật thì e là chúng tôi không thể giúp anh được rồi tôi nói hoàn toàn đúng sự thật vì nhà và đất là của mẹ tôi bố tôi và em gái tôi họ có âm mưu chiếm đoạt từ trước rồi bây giờ mẹ tôi nằm đó là họ chiếm luôn anh hãy giải quyết chuyện này giúp tôi đi mà vậy thì chờ mẹ anh xuất viện rồi bảo bà tới đây gặp chúng tôi nhưng mẹ tôi bị thương nặng bà đang nằm thực vật chưa biết tới khi nào mới tỉnh nếu chờ tới khi đó thì em gái tôi đã bán mất đất của mẹ tôi mất rồi anh cảnh sát gắt lên thanh không có bằng chứng mà chúng tôi có thể giúp được anh hay sao anh coi chừng là bị em gái quanh kiện về tội vu khống đấy làm gì thì cũng phải có chứng cớ rõ ràng xác thực quân có trình bày giải thích thế nào nhưng anh không có bằng chứng anh không thể làm gì được sau nửa ngày ăn vạ đồn cảnh sát thì quân cũng bị đuổi về anh đi về nhà vợ với tâm trạng buồn bã bà hoa thấy con rể về thì bà vội hỏi quân tình hình thế nào rồi con không ổn mẹ ạ cảnh sát yêu cầu con cung cấp bằng chứng nhưng con không có bằng chứng gì cả không có bằng chứng là mất nhà mất đất thật rồi trời ơi xong ông thông gia lại tham lam vậy chứ con chán quá mẹ con bây giờ nằm đó không biết sống chết thế nào ở nhà thì bố con và em gái chiếm mất đà mất đất sau này mẹ con tỉnh lại con không biết phải nói với mẹ thế nào đây rồi nhà đâu mà ở khổ thật để mẹ bảo bố con cắt một phần đất vườn cho vợ chồng con xây một căn nhà nhỏ ở nhé con cảm ơn mẹ nhiều nhưng con uất ức không chịu được đâu mẹ ạ Mẹ hiểu mà Cả làng đã bàn tán ẩm bĩ Về bố mẹ con đấy Ai cũng bảo bố con với em con tệ quá Là người thân ruột thịt với nhau Mà đối xử với nhau như vậy Thế nhưng con em gái của ai của con Lại đi giải thích thanh minh với mọi người Là chính mẹ con Là người chuyển nhượng lại quyền sử dụng đất cho nó đấy Không bao giờ có chuyện đó đâu mẹ Mẹ con biết được âm mưu của cái Linh rồi Và nếu mẹ con có chuyển nhượng lại đất cho cái Linh Thì mẹ đã nói với con đất nhà đang ở làm gì có chuyện mẹ con chuyển nhượng cho vợ chồng nó được còn mẹ con và vợ chồng con nữa mà con không cần nói thì mẹ cũng hiểu bà thông gia đâu phải là người như vậy đâu trừ khi bà ấy bị ông thông gia và cô linh ép buộc thôi con đã quay lại được video làm bằng chứng rồi thêm nhà lại xảy ra bao nhiêu chuyện con thấy mình vô dụng quá mẹ ạ à? thôi con suy nghĩ ít thôi mọi chuyện nhất định sẽ sáng tỏ và những người sống lỗi sẽ không đạt được tham vọng đâu con phải mạnh mẽ lên Làm chỗ dựa cho mẹ con và cây ngọc nữa Thế vợ con đâu rồi mẹ Cây ngọc nó vào viện thăm mẹ con rồi Nó bảo đi một lát rồi về Mà tới giờ vẫn chưa thấy về nữa Để con vào đó Rồi đón vợ con về luôn Ừ Con vào xem tình hình mẹ con thế nào Xem bà có đỡ hơn không Rồi đón cây ngọc về ăn cơm Vâng mẹ Bà Vân nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt Linh nói với mọi người, cô là người chăm sóc bà Vân. Nhưng do mỗi lần nhìn thấy mẹ nằm đó, cô ta lại cảm thấy áy náy Vì những việc mình đã gây ra, nên Linh thuê người chăm sóc riêng cho bà. Mỗi ngày cô ta chỉ tới dặn dò người giúp việc rồi lại đi về luôn. Khi Ngọc tới nơi, thì Linh đã ra về, chỉ còn cô giúp việc đang ngồi đó. Ngọc còn ngạc nhiên, cô tưởng mình vào nhầm phòng. Cô giúp việc nhìn thấy Ngọc liền hỏi: Chào tới thăm bà Vân à? dạ thế cô là cô là người giúp việc linh thuê cô ở đây chăm sóc bà vân dạ vâng cháu là ngọc là con dâu của mẹ vân à cô nhớ rồi cháu là vợ thằng quân phải không dạ phải ạ à. thưa cháu ở đây với bà vân nhé cô ra cổng có một chút việc tầm một tiếng nữa cô vào dạ vâng cô cứ đi đi cô đi nhé mà cháu đừng nói với cái linh nhé nó biết cô tự ý ra ngoài nó lại mắng cô đấy dạ vâng cô cứ yên tâm Cô giúp việc vừa đi ra ngoài, Ngọc nhanh chóng tìm một vị trí thích hợp, kín đáo để gắn một chiếc camera mini vừa đủ tầm nhìn căn phòng bệnh của bà Vân. Lúc đó chị y tá đi vào hỗ trợ Ngọc gắn camera. Ngọc nói nhỏ: "Chị để ý giúp em nhé, đừng để Linh biết đấy. Yên tâm, Khả ở đây không ai phát hiện ra được đâu. Vâng, em chuyển tiền cho chị rồi đấy, chị nhận được chưa? Chị nhận được rồi, em cứ yên tâm, chị lo được mà." vâng cảm ơn chị à chị nhớ để ý tới mẹ chồng em giúp em em sợ ông hùng và cái linh giỏi trò xấu để xóa bằng chứng hai người đó thủ đoạn độc ác nên không việc gì mà họ không dám làm đâu chị nhớ rồi dặn dò chị y tá xong ngọc lại nắm tay bà vân và nhẹ nhàng nói mẹ phải cố gắng lên mẹ nhé con và anh quân sẽ cố gắng để ngăn cản bố và vợ chồng cô linh mẹ mau khỏe lại mẹ nhé đúng lúc đó ông hùng đi tới nhìn thấy ngọc ông ta hoang mang lo lắng ông ta ngập ngừng hỏi cô tới đây làm gì hả con tới thăm mẹ sao bố lại hỏi con khó chịu như vậy tôi không khó chịu chị sắp sinh con rồi thế nên ở nhà đi đi lại nhiều động thai lại khổ bố không cần phải lo cho con đâu con tự chăm sóc cho mình được mà ngọc đang định đi về thì ông hùng hỏi đều một câu tôi nghe nói thằng quân tới trình báo cảnh sát à nhưng lại bị đuổi về cô khuyên nó ở nhà đi đi lại ít thôi không tai nạn giao thông lại khổ đấy ngọc quay lại nhìn bố chồng và cô nhếch mép khinh bỉ bố nói nhỏ thôi à bởi vì nếu để người ngoài nghe thấy họ sẽ cười khinh bỉ vào mặt của bố đấy có người chồng người cha nào đối xử với vợ con mình như bố không cô bố cứ nói tiếp đi con vẫn nghe bố nói mà Ông Hùng tức giận mặt hầm hầm Nhưng vì đang ở bệnh viện nên ông không dám to tiếng Ông ta cố nén cơn giận giữ lại Ngọc nhìn ông với ánh mắt khinh thường Rồi đi thẳng ra ngoài Thái và Linh ngay lập tức tìm người môi giới Để bán đất kiếm tiền bỏ túi riêng Thái bàn với vợ Giấy tờ có chữ ký của mẹ vẫn chưa đủ đâu vợ Vợ vào viện rồi tìm cách lấy thêm chữ ký của mẹ đi Tất cả các giấy tờ trong hồ sơ Cần phải có chữ ký của mẹ Thì chúng ta mới sang tên được vẫn thiếu hả chồng đây vẫn mang vào viện nhé rồi tìm cách cầm tay mẹ ký cẩn thận đừng để ai biết vâng vợ biết rồi ngoan lắm nếu bán được á chúng ta tha hồ mà tiền tiêu vợ ạ hơn ngàn mét chứ đâu có ít đâu vâng bán được rồi chưa cho bố một tỷ rồi chúng ta đi vào nam mà sinh sống chứ sống ở đây cũng không yên ổn đâu người ta cứ nói ra nói vào không ra gì cả anh biết mà bán xong một cái là vợ chồng mình vào trong nam lập nghiệp luôn có nhiều tiền rồi ở đâu mà trả được Ngày tối hôm đó Linh và ông Hùng vào bệnh viện thăm bà Vân Khác với mọi ngày Hôm nay Linh bảo cô giúp việc Cô đi đâu thì đi đi Để tôi trông mẹ cho Cô giúp việc còn thế ngạc nhiên Nay cô Linh rảnh vậy sao Vâng cho cô tranh thủ đi chơi đấy Vậy cô Linh ở với bà chủ nhé Tôi tranh thủ đi gội đầu một cái Vâng cô đi đi Chờ cô giúp việc đi Linh nhanh chóng lấy giấy tờ ra Cô bảo ông Hùng Bố ơi nhanh lên Không ai vào là chết giỏ đấy Ừ ừ bố biết rồi Ông Hùng và Linh lấy giấy tờ ra Sau đó Linh cầm tay bà Vân và ký vào giấy Bà Vân nằm thực vật như vậy Mà còn bị chồng và con gái lừa Chiếm đoạt tài sản như vậy đấy Sau khi có đầy đủ chữ ký của bà Vân Linh sung sướng gieo lên Đã xong Làm xong hồ sơ chuyển nhượng đất rồi Mình sắp có tiền tỷ tiêu rồi bố ơi Ông Hùng gật đầu hài lòng Cuối cùng cũng thành công sau bao vất vả rồi Con gái của bố khá lắm Bán đất có tiền rồi Vợ chồng con sẽ vào trong Nam lập nghiệp bố ạ à? Còn bố tính thế nào Bố về quê Sơ nốt quãng đời còn lại Linh chợt nhớ ra cô liền hỏi bố Thế bố về quê thì con vào Nam Thế thì ai chăm mẹ Để thằng quân nó chăm mẹ nó Linh thở dài Cô cảm thấy hơi ái náy với người mẹ đang nằm ở trên giường bệnh Bố con mình làm như vậy Có quá đáng không bố Chúng ta chiếm nhà chiếm đất của mẹ Rồi bán lấy tiền tiêu Sau đó bỏ đi nơi khác sống Bỏ mặc mẹ nằm đó Như vậy có tàn nhẫn với mẹ và bất công với anh Quân quá không bố Ông Hùng liền nói Con gái à Đất bán đi được nhiều tiền lắm đấy Số tiền đó con làm mấy đời cũng chẳng đủ đâu Đừng vì một chút tình cảm mà lung lay ý chí Con phải nhớ Tiền là trên hết Dăm ba cái tình cảm đó có mai ra mà ăn được không Linh gật gù công nhận Bố nói đúng Thời bây giờ không có tiền thì chỉ có chết thôi Tiền vật chất vẫn luôn quan trọng nhất Ông Hùng và Linh nhìn nhau cười Chuẩn con gái bố Bố nào con ấy giống y chang nhau Một tuần sau Thái và Linh cuối cùng cũng tìm được khách mua đất Hai vợ chồng hào hứng lắm Hôm nay mà chốt được khách là có tiền tỷ ngay Thái và Linh đưa khách vào xem Lô đất mặt tiền đẹp nên rất được giá Khách thấy nhà đang ở Lại vội bán đi nên hỏi Linh Đất nhà em đang có nhà đang ở Tại sao lại bán vội thế hả Linh Linh suy nghĩ rồi trả lời Dạ bán đi em cũng tiếc lắm Nhưng bây giờ bố mẹ em về quê ở Vợ chồng em cũng chuẩn bị đi làm ăn xa Nên em bán đi Đất rất đẹp Lại có sẵn nhà ở Anh chị mua là hợp lý đấy ạ à? Ờ nhưng mà giá hơi đắt em ạ à đất mặt đường lại có sẵn nhà ra phải đắt chứ hả mà thôi em cũng gấp nên bớt cho anh chị một chút nhé chị khách gật đầu và nói thêm bớt cho chị số lẻ nhé sáu tỷ tám thì còn sáu tỷ chốt thì chị đặt cọc trước một nửa sang tuần chị trả nốt ui chị bớt của em những tám trăm bớt nhiều thế chị thế thôi để chị suy nghĩ lại có gì chị gọi lại nhé Linh thấy chị khách đứng dậy định đi về Thì cô ta vội vàng đồng ý Vâng vâng Thế chốt 6 tỷ chị nhé Chốt Giấy tờ đâu nhỉ Để chị xem để chúng ta thống nhất Dạ vâng chị Vì sợ chị khách đổi ý Linh và Thái đã đồng ý bán lô đất mặt tiền Với giá 6 tỷ Hai bên đang làm hợp đồng mua bán Thì một chiếc ô tô màu trắng đi tới Linh còn tưởng là khách tới xem đất cơ Nhưng khi cô thấy bà Vân cùng với anh trai Và chị dâu cô bước xuống xe thì mặt cô ta tái lại Mẹ Anh Quân Thái với ông Hùng quay ra cổng nhìn Thái hoang mang nói Mẹ Anh Quân Chị Ngọc Sao mọi người lại về đây Mẹ đang nằm thực vật ở bệnh viện cơ mà Bà Vân thở dài rồi nghiêm giọng nói Ông trời có mắt Nên tôi mới nhanh khỏe lại Để về đây tận mắt chứng kiến cảnh chồng và con gái con rể Chiếm đất chiếm nhà của tôi thế này chứ Ông Hùng cúi mặt xuống không biết phải làm sao nữa Linh thì lắp bắp nói Mẹ Sao mẹ có thể bình phục nhanh như vậy Bác sẽ nói nhanh nhất cũng phải nửa năm mà Bà Vân giơ tay tắt thẳng vào mặt con Linh Đồ bất hiếu Sai lầm lớn nhất của cuộc đời mẹ Là sinh ra một đứa con bất hiếu như con Mẹ à Mẹ nghe con nói đã Thêm một cái tát như trời sáng nữa vào mặt của Linh Khiến tai của Linh tê ù đi Mẹ không bị nặng tới mức đó Chỉ là mẹ thử xem con có biết quay đầu lại hay không Nhưng con đã không quay lại Thậm chí là còn độc ác và tàn nhẫn hơn sức tưởng tượng của mẹ Lúc này chị khách dần hiểu ra Đây là lô đất tranh chấp Không thể mua được Chị ấy lặng lẽ rời đi Linh vội quỳ xuống ôm chân mẹ tha thứ Ông Hùng liền lật bài ngửa Bà biết sự thật rồi cũng tốt thôi Vậy thì ly hôn đi Bà phải chia cho tôi một nửa số tài sản của bà sau đó tôi sẽ chuyển đến nơi khác sinh sống Bà Vân cầm gốc nước hất thẳng vào mặt của ông Hùng và nói Ông sẽ không có một xu nào hết Cả ông và vợ chồng con Linh chuẩn bị đi Bởi bố con ông sẽ được ăn cơm nhà nước miễn phí Đâu cần phải tranh giành tài sản với tôi làm gì cho mệt Thái ngửi thấy mùi nguy hiểm Anh ta liền bỏ mặc Linh ở lại và trốn đi Như anh ta vừa chạy ra cổng Thì cảnh sát ập tới Ông Hùng và Linh và Thái Bị đưa về đồn cảnh sát để điều tra về tội chiếm đoạt tài sản Cảnh sát vừa đưa chồng và con đi Thì bà Vân cũng gục xuống Bà khóc trong đau đớn Chưa bao giờ bà thấy đau lòng như vậy Ngọc đi tới ôm lấy bà Cô không biết phải động viên bà thế nào Quân ngồi lặng người ở ghế Gia đình anh đã tan rã thật rồi Sắp tới bố anh và em gái Vướng vào tù tội Mẹ anh sẽ là người đau đớn nhất Và khổ tâm nhất chỉ vì lòng tham của bố và em gái mà gia đình anh mới đi đến bước đường này thời gian cứ thế trôi đi cuộc sống của bà vân đã bình yên trở lại vụ lùm xùm tranh chấp đất đai cũng dần lắng xuống bà vân đã nguôi ngoai bây giờ bà ở nhà trông cháu nổi để con trai và con dâu đi làm mỗi khi nhớ lại những chuyện đã qua bà thở dài đầy tiếc nuối mọi chuyện đã qua nhưng trong lòng của bà vẫn say sứt không yên nếu ngày xưa bà không gặp ông hùng nếu ngày xưa bà không thương ông hùng thì có lẽ cuộc đời của bà đã không phải chăn trở say dứt thế này